chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Ông môn trưởng tỷ có không gian, tập 68 chương 2581 đoạn viễn khóc trống, đoạn viễn nhịn không được nhìn nàng một cái, đại khái là cố vân đông mới vừa rồi kia phó lãnh đạm bộ giáng tan đi, làm nàng cuối cùng có quen thuộc cảm giác, cũng không biết như thế nào, nàng lại đột nhiên cảm giác được cái mũi đau xót, đôi mắt nháy mắt liền đỏ, cố vân đông, cố tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta đem tân mính các làm cho hỏng bét, ta cô phụ ngươi tín nhiệm, thực xin lỗi, ô ô, đoạn viễn nói nói. Liền nhịn không được đứng dậy, đi đến cố vân đông trước mặt, trực tiếp ngồi quỳ trên mặt đất, ôm lấy nàng vòng eo khóc lên, chua xót đến không được. Cố vân đông, nàng có chút kết bỏ cúi đầu nhìn nàng hai mắt, đem nàng hướng phía sau đẩy đẩy, cố tỷ tỷ, ngươi đừng đẩy ra ta, ngươi đừng đẩy ra ta, ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Cố vân đông nhẫn nhịn, rốt cuộc không nhịn xuống, vẫn là một cái tác phách về phía nàng bối, khóc cái gì khóc. Cho ta đứng lên mà nói, đem vạn thị sự tình từ đầu chí cuối nói cho ta, Ngươi trước kia tính tình không phải kiêu ngạo thật sao? Lần đầu tiên nhìn thấy ta thời điểm còn dám cùng ta đoạt cửa hàng, như thế nào, hiện tại gặp được kia vạn thị liền lời nói cũng không dám nói, ta không phải, ta không phải sợ vạn thị, Cố tỷ tỷ, ta chính là, chính là sợ ta bà bà. Đoạn Viễn không chịu buông ra nàng, ở trong mắt nàng, Cố Vân Đông vẫn luôn là nàng dựa vào, trước kia là, hiện tại cũng là. Nàng đã từng đã cứu nàng mệnh, cũng từng đã dạy nàng rất nhiều đồ vật. Ở đoạn uyển trong lòng, Cố Vân Đông là bằng hữu cũng là nàng sùng bái thần tượng. Nàng trong lòng có rất nhiều ủy khuất, một chút một chút đè ở nàng trong lòng, ép tới nàng thấu bất quá khí tới, nhưng nàng vô pháp tìm người kể ra, cũng không có người kể ra. Cố Vân Đông xuất hiện, tuy rằng làm nàng kinh hoảng thất thố khó có thể đối mặt. Nhưng càng có rất nhiều vui mừng là tìm được rồi dựa vào giống nhau cảm giác, nàng cảm giác ôm cố vân đông eo, chính là ôm lấy toàn thế giới cố vân đông đẩy nàng nửa ngày cũng đẩy không khai chỉ có thể từ bỏ chỉ là như cũ trầm khuôn mặt ngươi bà bà làm sao vậy nàng ban đầu không phải không ở vạn khánh phủ sao đến đây lúc nào liền nửa năm trước tới đoạn uyển xoa xoa mặt có chút ngượng ngùng nhìn cố vân đông trên người bị chính mình khóc ướt góc áo nhỏ giọng nói ta bà bà nguyên bản ở quê quán hầu hạ lão thái thái nhưng nửa năm trước lão thái thái không có bà bà liền cũng đi theo tới vạn khánh phủ đoạn nguyễn bà bà tiểu vạn thị không phải cái gì gia đình giàu có xuất thân tiểu thư chỉ là bởi vì đậu gia cùng vạn gia đến hôn sớm đậu gia càng đi càng cao lại như cũ tuân thủ lời hứa cưới tiểu vạn thị ai biết cưới vào cửa mới phát hiện tiểu vạn thị tính tình có rất lớn vấn đề khả năng bởi vì nguyên bản gia đình điều kiện không tốt ở đậu phủ như vậy nhà cao cửa rộng trước mặt dưỡng thành cực độ tự ti tính cách này tự ti qua đầu liền sẽ gặp chuyện đặc biệt mẫn cảm đặc biệt cực đoan Tiểu vạn thị chính là như vậy, nàng không hiểu gia đình giàu có quy củ, nhưng lại không nghĩ bị người nhìn ra tới, cho nên ở quy củ phương diện này phá lệ nghiêm khắc, sau lại càng là gần như hà khắc nông nổi. Đậu gia lão thái thái phát hiện sau, nhanh chóng quyết định liền đem đậu phụ khang đặt ở chính mình bên người dưỡng, sau lại đậu phụ khang lớn lên. Lão Thái Thái xem tiểu vạn thị nhiều năm như vậy dạy dỗ đã có điều thay đổi, lúc này mới không lại câu nàng. Ba năm trước đây đậu tham tướng tới vạn khánh phủ tiền nhiệm, lão thái thái không làm tiểu vạn thị đi theo đi, chỉ là làm đậu phụ khang đi theo quá tới rèn luyện, nghĩ chờ bọn họ phụ tử hai cái yên ổn xuống dưới lại làm nàng lại đây. Tiểu vạn thị tưởng đi theo tới, đề qua vài lần, khá vậy bởi vậy làm lão thái thái có cảnh giác chi tâm, cảm giác tiểu vạn thị có chứng nào tật nấy thái độ, dứt khoát trực tiếp cáo ốm làm tiểu vạn thị lưu tại bổn gia chiếu cố nàng. Chương 2582 phu quân cùng ca ca đều không ở, hiện giờ lão thái thái không có, Tiểu vạn thì lại ngốc tại quê quán liền không rất giống lời nói, tự nhiên liền tới rồi vạn khánh phủ. Đoạn viễn phía trước nhưng thật ra gặp qua tiểu vạn thì cái này bà bà, cũng từng ở chung quá mấy ngày. Bất quá lúc ấy có lão thái thái ở bên cạnh, nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, chỉ là cảm giác nàng là cái thực nội liễm người. Nàng cũng đề qua làm đoạn viễn lưu tại quê quán, nhưng mà bị lão thái thái cấp cự. Lão thái thái nói nàng cùng đậu phụ khang mới vừa thành thân tiểu phu thê đúng là bồi dưỡng cảm tình thời điểm nào có làm nhân gia tách ra đạo lý làm cho bọn họ cấp đậu gia sinh cái hài tử mới là đứng đắn có lão thái thái lời này tiểu vạn thì tự nhiên không có nhắc lại đoạn uyển lúc ấy chỉ là bị đỏ bừng mặt không chú ý tới nhà mình bà bà kia cứng đờ khó coi sắc mặt chính cái gọi là xa hương gần xuống đoạn uyển tại đây vạn khánh phủ sinh hoạt trên đỉnh không có bà bà đè nặng quả thực là như cá gặp nước ai biết nửa năm trước lão thái thái đi nàng bà bà này tòa núi lớn không nói hai lời trực tiếp liền đè ép đi lên không ngừng là nàng tiểu vạn thì liên quan nàng tỷ tỷ vạn thì cái này quả phụ cũng tới hai tòa núi lớn đè ở đoạn uyển trên đầu tức khắc làm nàng cả người đều ngốc rớt đoạn uyển sinh hoạt trở nên nước sôi lửa bỏng lên mỗi ngày vội đến xoay quanh không nói trong nhà càng là nửa điển chủ đều làm không được cố vân đông nghe được không thể tưởng tượng một bàn tay chỉ liền chọc thượng nàng đầu vạn khánh phủ là địa phương nào đây là đoạn gia địa bàn Ngươi thân là đoạn gia đại tiểu thư, tập trăm ngàn sủng ái tại một thân, thế nhưng bị cái mới đến không đến nửa năm nữ nhân đè ở trên đầu không thể động đậy, ngươi thật đúng là tiền đồ, quá có tiền đồ, đoạn uyển ủy khuất đến không được, đáng thương vô cùng nhìn nàng, nàng, nàng là ta bà bà, hơn nữa đặc biệt ngang ngược vô lý, ta nhiều lời hai câu, nàng liền nói ta rống nàng mắng nàng, ôm ngược nói chính mình không thoải mái, muốn chết, còn có cái kia gì, ở một bên châm ngòi thổi gió, nói ta cái này tức phụ muốn tức chết bà bà hảo đương gia làm chủ, cả ngày khóc thiên thưởng địa, ta, ta không có biện pháp, từ xưa mẹ chồng nàng dâu ở chung chính là cái lão đại khó, đoạn uyển cha mẹ sớm không có, cũng không ai giáo nàng nên như thế nào đối mặt như vậy bà bà, nhưng đối bà bà đại bất kính lại là trăm triệu không được, cho nên, cố vân đông cười lạnh, nàng là ngươi bà bà thì thế nào? Đậu phụ khang đâu? Đoạn kim đâu? ngươi trưởng phu ca ca ngươi bọn họ chẳng lẽ đều là người chết, phu quân 4 tháng trước liền đi theo đại ca ra xa nhà, hiện tại còn không có trở về. Đậu phụ khang ở thời điểm, tiểu vạn thì còn biết thu liễm một chút, hắn vừa đi, nàng lập tức bắt đầu làm yêu, trong nhà nhưng thật ra còn có cái công công, nhưng đoạn uyển không có khả năng đi tìm đậu tham tướng cáo trạng, huống chi đậu tham tướng trăm công ngàn việc, thường xuyên không ở trong phủ, nàng ba ngày hai đầu thấy không thượng một mặt. Cố Vân Đông không nghĩ tới đoạn khiêm cùng đậu phụ khang đều không ở trong phủ, có chút kinh ngạc. Đoạn Viễn thật cẩn thận ngẩng đầu xem nàng, ngươi đừng nóng giận, kỳ thật ta có nghĩ tới đi tìm chỗ dựa giúp ta hết giận. Ta cùng bà bà phát sinh lần đầu tiên khắc khẩu thời điểm, có đi qua đoạn phủ tìm tẩu tẩu, nhưng tẩu tẩu nói nàng là ta bà bà, bà bà vừa tới đều sẽ cấp con dâu lập quy củ, đưa người tức phụ, quỷ quốc là khó tránh khỏi, không thể vừa ra sự liền chạy về nhà mẹ để tìm đại ca, như vậy đại ca cũng sẽ khó xử, ta về sau ở đậu phủ nhật tử cũng sẽ càng khổ sở, có thể nhẫn liền nhẫn, người cả đời liền như vậy đoạn, lập tức liền đi qua, làm ta sửa sửa chính mình tính tình, không cần quá vọt, rốt cuộc ta hiện tại gả cho người, không phải tiểu cô nương, không thể từ chính mình tính tình hành sự. Ta ngẫm lại cũng đúng, ta này tính tình xác thật hẳn là thu liễm, chương 2583 sẽ tẩy não tẩu tẩu, đối cái rắm. Cố vân đông nhịn không được mắng thô tục, người tẩu tử trên đỉnh đầu không cha mẹ chồng, nàng đương nhiên đứng nói chuyện không eo đau, này đoạn kim tìm chính là cái gì tức phụ. Đoạn gia như vậy địa vị, tự nhiên liền cấp yêu thương muội tử chống lưng đều không được. Cố vân đông là nghe nói đoạn kim ở năm trước 6 tháng cuối năm thời điểm thành thân, hai người xem như thương nghiệp liên hôn đi, nhà gái trong nhà cũng là có chút của cải, cụ thể là nào hộ nhân gia, nàng cũng không hỏi ai biết này tẩu tử thế nhưng sẽ đối cô em chồng nói ra nói như vậy tới, nghe giống như ở vì đoạn uyển suy nghĩ dường như, kỳ thật hoàn toàn chính là đang nói nói mát, có lệ thực, cách không được nàng nói đoạn uyển như thế nào đột nhiên trở nên như vậy nhát gan thoái nhượng, cảm tình nàng còn cấp nhà mình cô em chồng tẩy não đâu, cố vân đông rộng mở đứng lên, lại bắt đầu trừng đoạn uyển, ngươi tẩu tẩu không giúp ngươi lại làm sao vậy. Đoạn gia lại không phải chỉ có ngươi tẩu tẩu. Nàng mới giả tiếng đoạn gia bao lâu? ngươi lại đương nhiều ít năm đoạn gia đại tiểu thư. Đoạn gia thân thích, đoạn gia hạ nhân, chẳng lẽ ngươi còn gọi bất động, phàm là bày ra cái thái độ tới, ngươi kia bà bà dám bắt tay duỗi đến tân mính cắt tới sao, đoạn viễn sau này lui một bước, xúc cổ lắc đầu, nàng cái dạng này, cố vân đông xem đến càng thêm tức giận, nàng xả một chút đoạn viễn cánh tay, hỏi nàng, tới, ngươi nói cho ta, trước đài kia cô nương là cái gì lai lịch, đoạn viễn không ngờ nàng đề tài đột nhiên chuyển biến nhanh như vậy, có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đáp, nàng, nhà nàng ở thành Tây, trong nhà huynh đệ tỷ muội năm cái, nàng là xếp hạng trung gian cái kia, không chớp mắt lại là nữ hoa, ở trong nhà không có gì địa vị, thường xuyên đói bụng, nhưng nàng tay chân cần mẫn, phẩm tính cũng hảo, ta liền đem nàng mang về tân mính cát, cố vân đông gật gật đầu, khi nàng hiện tại ở trong nhà có địa vị sao, đương nhiên là có, hiện tại bọn họ cả nhà đều phủng nàng. Trong nhà hơn phân nửa sự tình đều là nàng làm chủ nhật tử quá thật sự thích ý, cố vân đông cười lạnh, phải không? Nàng kiếm lời điểm bạc, ở trong nhà địa vị là có thể thẳng tắp bay lên. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi, ngươi có tân mính cát, có đoạn gia, có phu quân yêu thương, có đại ca cho ngươi chống lưng, còn có công bằng giảng đạo lý công công, lại vô dụng, ngươi còn có ta cái này bằng hữu, nơi này nào giống nhau không thể đủ làm ngươi đỉnh eo làm việc. A, à, Ngươi trong tay có tiền có thế, ngươi lại có thể càng sống càng trở về làm gì đắc tội ngươi bà bà là phu quân của ngươi sẽ hưu ngươi vẫn là ngươi sẽ sống không nổi đoạn viễn sửng sốt chớp chớp mắt đúng vậy nàng nếu là đắc tội bà bà nhất hư hậu quả không ngoài bị đuổi ra đậu da không nói nàng phu quân đối nàng tình cảm thâm hậu sẽ không hưu nàng liền tính thật sự hưu lại như thế nào nàng trong tay có bạc nàng có thể không dựa bất luận kẻ nào như cũ sống được so đại đa số người đều hảo muốn ăn ăn tưởng uống uống còn có hạ nhân hầu hạ nàng không cần xem người khác sắc mặt không cần sớm muộn gì đi cho người ta thỉnh an bị bà bà làm khó dễ chỉ có thể đứng cho nàng chia thức ăn xem nàng ăn cơm còn muốn chịu đựng nàng bắt bẻ ngôn ngữ bạo lực chỉ là ngẫm lại đoạn uyển liền cảm thấy như vậy nhật tử quả thực quá mỹ diệu hiện giờ so sánh với căn bản chính là khác nhau một trời một vực nhưng thật ra bà bà tuy rằng thu đi rồi trong nhà quản gia quyền nhưng đối đậu gia sản nghiệp hoàn toàn không biết gì cả. Ly nàng, trong phủ bạc đều không nhất định có thể chi đến ra tới. Đoạn viễn càng nghĩ càng cảm thấy chính mình ngốc lợi hại, nàng thế nhưng sợ một cái trong tay không có thực quyền hổ giấy, đem chính mình làm thành cái dạng này. Cố vân đông thấy nàng công đi xuống eo dần dần thẳng thắng, cuối cùng vừa lòng. Còn hảo, không có đến hết thuốc chữa nông nổi, chương 2584 ta có nắm chắc, nếu suy nghĩ cẩn thận, khi kế tiếp ngươi tính toán như thế nào làm. Cố vân đông uống một ngụm trà, ngước mắt xem nàng, vạn thị bị ta từ tân trà cắt làm trò ngươi mặt ném đi ra ngoài, nàng là khẳng định sẽ đi tìm ngươi bà bà cáo trạng, đến lúc đó, ngươi dự bị làm sao bây giờ, đoạn viễn hít sâu một hơi, ngón tay buộc chặt, trầm giọng nói, chuyện này vốn chính là các nàng làm không đúng, ta sẽ cùng bà bà nói rõ ràng giảng minh bạch, nàng có nghe hay không là chuyện của nàng, dù sao về sau nàng đừng nghĩ lại tả hữu ta, cùng lắm thì xé rách mặt nàng cũng đừng nghĩ có sống yên ổn nhật tử quá nàng có đường lui có nắm chắc chỉ cần cường thế một chút tiểu vạn thị cũng không dám đối nàng thế nào cố vân đông chỉ là hơi hơi gật gật đầu không nói thêm cái gì kỳ thật này mẹ chồng nàng dâu ở chung nguyên bản chính là yêu cầu dụng tâm giữ gìn nếu đối phương chỉ là cái cùng chính mình ý tưởng bất đồng tính tình hơi chút cường thế điểm ở trong nhà thích làm chủ nói một không hai có điểm tiểu mau bệnh gì đó cũng bình thường nàng không ngại hoa chút tâm tư cùng đối phương tìm kiếm đến thích hợp cân bằng ở chung chi đạo, rốt cuộc, mọi người đều là lần đầu tiên đương tức phụ bà bà, va va đập đập là khó tránh khỏi, nhưng là, này chỉ là trong tình huống bình thường. Nếu là gặp được tiểu vạn thị như vậy, kia rõ ràng không đáng nàng tiêu phí tâm tư, đơn giản thô bạo phương thức càng thích hợp nàng, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, yêu cầu ta bồi ngươi đi sao, đoạn uyển theo bản năng liền phải gật đầu, nhưng nghĩ lại nghĩ vậy vốn dĩ chính là chuyện của nàng, Cố tỷ tỷ không có khả năng vĩnh viễn bồi nàng giúp nàng giải quyết vấn đề, nàng vẫn là muốn chính mình đối mặt, bởi vậy nàng do dự một lát, vẫn là lắc đầu, ta chính mình đi là được, hảo, chỉ cần ngươi không được quên ngươi phía sau còn có nhiều như vậy tự tin như vậy đủ rồi, Đoạn Uyển thở ra một hơi, cuối cùng bật cười, là, ta hiện tại không sợ gì cả, Cố Vân Đông chỉ cười không nói, hai người lúc này mới mở ra cửa văn phòng ai biết ở ngoài cửa trừ bỏ đồng thủy đào ở ngoài, còn có một cái nha hoàng bộ dáng người đang ở sốt ruột đi tới đi lui, một bộ muốn tiến vào lại kiên kỵ đồng thủy đào bộ dáng, nhìn thấy đoạn uyển, kia nha hoàng vội không ngừng chạy đi lên, thiếu phu nhân, đoạn uyển tươi cười phai nhạt chút, thấp thấp lên tiếng, cố vân đông nhướng mày, chỉ lan cùng tuệ lan kia hai cái nha hoàng đâu, nghe nàng nhắc tới này hai người, đoạn uyển liền nhịn không được lộ ra chột dạ biểu tình tới, nhỏ giọng trả lời, ta đem bọn họ đến hôn đi ra ngoài gả cho người, liền, liền bốn tháng trước, bốn tháng trước. Bốn tháng trước đậu phụ khang đoạn kim rời đi vạn khánh phủ, tiểu vạn thị bắt đầu khó xử đoạn uyển sau đó kia hai cái nha hoàng liền gả cho người, đoạn uyển tiến đến bên người nàng, lắp bắp nói, ta bà bà nói ta bên người hai cái đại nha hoàng bộ dáng đều không tồi, động muốn cho các nàng xe mặt, làm các nàng theo phu quân ý tưởng, ta không đồng ý, bà bà lại nói các nàng tuổi lớn, nàng quay đầu lại tìm kiếm tìm kiếm chọn người thích hợp cho các nàng ta lo lắng bà bà tùy tiện tìm hai người đến lúc đó chỉ lan tuệ lan sẽ có hại liền chính mình tìm hai cái đáng tin cậy quản sự các nàng hai cái nhật tử cũng không đến mức quá quá kém cố vân đông liếc xéo liếc mắt một cái nhìn về phía phía sau cái kia tham đầu tham não muốn nghe lén lại bị đồng thủy đào nhìn nha hoàng kia người này là đây là ta bà bà an bài cho ta cố vân đông liền biết nàng hiện tại không muốn cùng đoạn uyển nói nửa câu lời nói. Người này quả nhiên vẫn là không trải qua quá xã hội đòn hiểm, tao thao tác không phải một cái hai cái, xem ra thật đến hảo hảo dạy dỗ dạy dỗ. Chương 2585 chỉ lan tới, phía sau nha hoàng thấy đoạn uyển cùng cố vân đông đang nói lặng lẽ lời nói, mày ninh ninh, cố tình chính mình bị đồng thủy đào ngăn đón cái gì cũng nghe không thấy, nhẫn nhịn, nàng vẫn là nhịn không được ra tiếng nói, thiếu phu nhân, ngài vẫn là mau trở về đi thôi, ngày hôm nay làm chuyện này, lão phu nhân sợ là nếu không cao hứng, đoạn uyển dừng lại bước chân, đưa lưng về phía kia nha hoàng một lát, chậm rãi xoay đầu, cười lạnh nói, nàng cao hứng không, cùng ta có quan hệ gì đâu, kia nha hoàng ngẩn ra, không dám tin tưởng nhìn nàng, thiếu phu nhân, ngài như thế nào có thể nói nói như vậy. Lão phu nhân chính là ngài bà bà, ngài đây là đại bất kính, ha, nàng nếu là đối ta có cái bà bà dạng, ta tự nhiên kính nàng ái nàng nhưng nàng nếu là cậy già lên mặt, ta đây cũng không phải dễ khi dễ, ta xác thật là phải đi về, nhưng ta là trở về tìm gì tính sổ, khi nha hoàng sắc mặt khẽ biến, nàng có chút khiếp sợ nhìn thái độ đại biến đoạn uyển, lại nghiêng đầu nhìn nhìn bên người nàng cố vân đông, vị này nghe nói là cố chủ nhân nữ tử, rốt cuộc cùng thiếu phu nhân nói gì đó. Lúc này mới ngắn ngủn 30 phút thời gian, thiếu phu nhân liền cùng thay đổi cá nhân dường như, khi nha hoàng trực giác không đúng, lập tức liền ra bên ngoài chạy nhìn chính là đi mật báo tư thái cố vân đông chân phải vương kia nha hoàng đột nhiên vướng một chút cả người đều ngã ở trên mặt đất đồng thủy đào phi thường có ăn ý đè ép đi lên dẫn theo nàng cổ áo tử liền đi rồi cố vân đông vỗ vỗ làng váy nhìn đến không có nàng lúc này mới kêu đại bất kính đối đãi đại bất kính nha hoàng ngươi phải có đương chủ tử bộ dáng đoạn uyển tỏ vẻ thụ giáo quay đầu lại ta liền đem nàng bán đi cố vân đông gật đầu ngươi a, à, giải quyết sự tình hôm nay, vẫn là đem chỉ lan tuệ lan cấp phóng tới bên người đi. Khi hai cái nha hoàng đối với ngươi trung thành và tận tâm, ngươi cho rằng đem các nàng đính hôn người là vì các nàng hảo, nhưng đối với các nàng tới nói, có thể lưu tại bên cạnh ngươi tiếp tục chiếu cố ngươi, mới là đối với các nàng tốt nhất an bài. Liền tính gả cho người, các nàng giống nhau có thể vì ngươi làm việc, đoạn uyển nghĩ đến mới vừa rồi đồng thủy đào bộ dáng, kia nha đầu cũng đã chảy lên phụ nhân đầu, nhưng hiện giờ như cũ đi theo cố vân đông bên người, cùng nàng ăn ý mười phần, trở thành nàng nhất đắc lực giúp đỡ. Đoạn viễn hít sâu một hơi, ta đã biết, nhưng mà nàng bên này vừa dứt lời, bên ngoài liền chạy vào một người. Cố vân đông có chút kinh ngạc, này, nhắc tào tháo tào tháo đến A, à, tới chính là chỉ lan, tóc có chút hỗn độn, chạy trốn trên mặt đều là hãng, thở hỗn hển bộ dáng, tiểu thư, quận chúa. Đoạn Viễn vội đỡ nàng một chút, rất là kinh ngạc, chỉ lan, ngươi như thế nào lại đây, chỉ lan thở ra hai khẩu khí, có chút vội vàng nói, ta là tới tìm tiểu thư, ta vừa rồi, vừa rồi nhìn đến đoạn gia thiếu phu nhân đi đậu phủ, chỉ lan tuệ lan tuy rằng gả cho người, nhưng luôn là không quá yên tâm đoạn uyển, cho nên vẫn luôn có âm thầm chú ý, đáng tiếc bọn họ thấp cổ bé họng, gả cho người liền đậu phủ đều không dễ dàng đi vào, thật sự không thể giúp tiểu thư gấp cái gì, cũng không biết tiểu thư thế nào. Bất quá tiểu thư hiện giờ là tân bính các trưởng quầy, cho nên ba ngày hai đầu sẽ xuất hiện ở cửa hàng. Bởi vậy nàng cùng Tuệ Lan hai người liền một người chú ý tân mính cát, một người chú ý đậu phủ. Vạn thị bị người ném ra tân mính các chuyện lớn như vậy, thực mau liền ở gần đây cấp truyền khách, chỉ Lan không bao lâu liền đã biết. Nàng còn mơ hồ nghe được cố chủ nhân lại đây sự tình, đối với cố vân đông lại đây, chỉ Lan là cao hứng, nhưng vạn thị bị ném ra tới, kia tiểu vạn thị khẳng định không chịu thiện bãi cam hưu, chương 2586 buổi chiều khai cái sẻ, chỉ Lan do dự một lát sau, liền nghĩ đi trước tìm Tuệ Lan thương lượng thương lượng, ai biết mới vừa đi tìm đi, liền nhìn đến đoạn uyển tẩu tẩu lưu thị xuất hiện ở đậu phủ cửa, bên người nàng còn có tiểu vạn thị tâm phúc bà tử, vừa thấy chính là tiểu vạn thị đi phái người chuyên môn đem lưu thị mời đến, này còn phải. Khi tiểu thư trở về chẳng những muốn đối mặt tiểu vạn thị này đối kỳ ba tỷ muội còn muốn đối mặt nàng nhà mẹ để tẩu tẩu, chỉ lan lo lắng thực, chạy nhanh lại đây báo tin, liền sợ Đoạn Uyển một chút chuẩn bị đều không có liền trở về phủ, thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Quả nhiên, Đoạn Uyển vừa nghe Lưu thị cũng ở đậu phủ, theo bản năng liền sau này rụt rụt, nhưng mà xúc đến một nửa, phía sau đột nhiên nhiều một bàn tay, một tay đem nàng chụp trở về. Suy, Đoạn Uyển đau muốn chết, Cố Tỷ Tỷ. Ngươi nhẹ điểm a, Cố Vân Đông trừng mắt nhìn nàng hai mắt, phía trước nói như thế nào? Ngươi tự tin đâu? Ta, ta có, ta không sợ." Đoạn Viễn lập tức thẳng thắng bộ ngực, chỉ là kia trên mặt biểu tình thật sự có điểm hư trương thanh thế, Cố Vân đông nhíu mày, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định bồi nàng đi một chuyến. Đoạn Viễn tính tình này, lập tức đối mặt ba cái cường thế người, thật dễ dàng bị áp xuống đi. Huống chi, này nhà mẹ để nhà chồng cư nhiên mặt trận thống nhất cùng đối phó nàng, cũng xác thật có điểm thảm cố phân đông nhưng không nghĩ chính mình tiêu phí 30 phút thời gian dạy dỗ liền như vậy bạch bạch lãng phí. Huống chi nàng cũng muốn đi gặp vị kia lưu thị. Nghe đoạn viễn ý tứ trong lời nói, nữ nhân này có tẩy não công năng a? À? Nàng rất muốn nhìn một chút, nàng cùng vị này lưu thị, ai công lực cường một chút? Đi thôi, ta bồi ngươi đi đậu phủ. Đoạn viễn đều ở trong lòng xây dựng hồi lâu, đánh đã lâu khí, thiếu chút nữa liền hùng dũng hoai vệ, khí phách hiên ngang đi phía trước đi rồi. Nghe được lời này tức khắc phốc một tiếng lại lậu nàng có chút kinh ngạc nhìn nàng cố tỷ tỷ ngươi ngươi bồi ta đi ta chỉ là bồi ngươi nhưng đối mặt ngươi bà bà ngươi tẩu tử vẫn là ngươi ta sẽ không nói kia kia cũng đủ có cố tỷ tỷ ở nàng là có thể đại sát tứ phương cố vân đông có chút kết bỏ liếc nhìn nàng một cái chờ việc này hiểu rõ lúc sau ta sẽ phái cá nhân tới tiếp nhận tân mính cắt đến lúc đó cũng làm nàng thuận tiện hảo hảo dạy dỗ dạy dỗ ngươi giáo ngươi như thế nào làm một cái đủ tư cách chủ nhân, việc đã đến nước này, nàng cũng không có khả năng thay đổi đoạn uyển cái này chủ nhân, cũng không thể từ bỏ vạn thánh phủ tân minh các. Đoạn uyển rốt cuộc vẫn là yêu cầu tôi luyện một phen mới có thể gánh nổi cái này gánh nặng, hảo. Đoạn uyển đôi mắt lại sáng lên, cố vân đông dẫn đầu đi phía trước đi, đoạn uyển vội vàng đuổi kịp, hai người vừa xuất hiện ở đại đường, tất cả mọi người nhịn không được dừng động tác, đặc biệt là tân minh các tiểu nhị, nháy mắt buông trong tay sự tình, cung cung kính kính nhìn Cố Vân Đông. Cố Vân Đông, nàng mắt nhìn thẳng đi tới trước quầy, duỗi tay ở mặt bàn thượng nhẹ nhàng khấu đánh hai tiếng. Trước đài cô nương vội vàng hỏi, chủ, chủ nhân, chính là có cái gì phân phó, ngươi công đạo đi xuống, hôm nay tân mính các đến giờ thân sơ đóng cửa. Đến lúc đó ngươi triệu tập sở hữu tân mính các tiểu nhị giúp việc bếp nút. Làm các nàng toàn bộ ở đại đường tập hợp, ta sẽ qua tới cùng các ngươi công đạo một chút sự tình, mở cuộc họp trước đài cô nương sửng sốt một chút, chạy nhanh gật đầu, là, chủ nhân, cố vân đông hơi hơi gật đầu, lúc này mới mang theo đoạn uyển đi ra ngoài, nàng nguyên bản là tính toán chờ đến canh giờ đóng cửa lại mở họp, nhưng nghĩ lại tưởng tượng chính mình nói sự tình khả năng sẽ tương đối nhiều, thời gian cũng không ngắn, này đại buổi tối, trời tối chăm chú các cô nương trở về cũng không an toàn, dứt khoát sớm một chút khai. Chương 2587 tiểu vạn thị trốn đi, cố vân đông mang theo đoạn uyển ra tân mính cát, cửa hàng tiểu nhị cùng khách nhân nháy mắt nghị luận khai. Các ngươi vừa rồi nhìn đến không có, đoạn chủ nhân đi theo cố chủ nhân phía sau, một câu cũng chưa nói, cố chủ nhân nói buổi chiều có việc muốn tuyên bố, nên không phải là. Này tân mính các muốn đổi chủ đi, khi chúng ta làm sao bây giờ, mọi người nghị luận sôi nổi, những cái đó nguyên bản ở uống trà khách nhân cũng ngồi không yên, chạy nhanh đứng dậy đi ra cửa nói cho bằng hữu cái này trọng đại tin tức. Cố vân đông tắc đi theo đoạn uyển đi tới đậu phủ, người gác cổng nhìn thấy thiếu phu nhân trừ bỏ chính mình, bên người còn mang theo vài người, có chút muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói, cung kính làm các nàng đi vào, cố vân đông liếc xéo đoạn viễn liếc mắt một cái, nhìn đến không có. Liền tính ngươi bà bà có trưởng gia quyền, nhưng này trong phủ hạ nhân đều so ngươi càng rõ ràng, trong phủ rốt cuộc ai mới là chân chính có quyền lợi, bất quá này cũng chính là thời gian đoạn, nếu là đoạn viễn thời gian dài không chính mình đứng lên tới, kia bọn hạ nhân cũng liền biết nàng không đáng tin cậy. Đoạn viễn như suy tư gì, một bên gật đầu một bên hướng bên trong đi, đi đến tiền viện thời điểm, liền có nhìn đến các nàng hạ nhân sắc mặt khẽ biến, vội vội vàng vàng hướng sảnh ngoài chạy tới. Đoạn viễn hừ lạnh một tiếng, khẳng định là đi báo tin, bất quá không sao cả, nàng lần này trở về vốn chính là hướng về phía xé rách mặt tính toán, báo tin liền báo tin, nàng ước gì đâu. Nghĩ vậy, đoạn uyển hơi hơi thẳng thắn sống lưng, Ánh mắt đều trở nên kiên định sắc bén rất nhiều, mà đang ở sảnh ngoài tiểu vạn thị mấy người nghe được đoạn Uyển trở về tin tức, lập tức thần sắc căng chặt lên. Tiểu vạn thị cùng nhà mình tỷ tỷ nhìn nhau liếc mắt một cái, trọng mở đứng dậy, ấn Thái Dương nhíu mày nói, nàng nhưng thật ra còn có mặt mũi trở về, trước công chúng đem nhà mình gì đều ra bên ngoài đuổi người, quả thực không có giáo dưỡng. Ai u, ta là vừa thấy đến nàng liền đau đầu, Đoạn thiếu phu nhân, nàng là người Đoạn gia nữ nhi hiện giờ ta là quản không được nàng vẫn là ngươi tới giáo đi ta trở về nghỉ ngơi vạn thị đỡ tay nàng một bên trấn an nàng một bên trách cứ lưu thị nói đoạn thiếu phu nhân vẫn là hảo hảo dạy dỗ dạy dỗ nàng mới hảo thừa dịp hiện giờ nàng là vi phạm lần đầu còn có thể kéo đến trở về nếu là dưỡng thành kia trương dương ương ngạnh tính tình này về sau sợ là còn phải mệt đến đoạn gia thanh danh lưu thị lập tức gật đầu trên mặt mang theo xin lỗi nói thông gia thím ngàn vạn đừng nói như vậy, tiểu muội không hiểu chuyện, ta sẽ hảo hảo giáo dục nàng, các ngươi yên tâm, tiểu vạn thị xoa thái dương, hơi hơi gật đầu, liền cùng vạn thị một khối từ cửa sau đi rồi, chỉ là mới vừa đi đi ra ngoài không bao lâu, liền lại lặng lẽ phản hồi tới đứng ở bình phong mặt sau nghe, tiểu vạn thị nhỏ giọng hỏi, ngươi thật xác định kia làm người đem ngươi ném ra tới người là vĩnh gia quận chúa sao, kia nha hoàng là nói như vậy, tám chín phần mười. Vạn thị cũng có chút ảo não, không dự đoán được sẽ đá đến ván sắt. Cũng đúng là bởi vì lo lắng Vĩnh Gia quận chúa sẽ thay đoạn uyển chống lưng, cho nên nàng trở về cáo xong trạng sau, không có trước tiên làm người đi đem đoạn uyển kêu trở về, ngược lại đi đoạn gia tìm Lưu Thị. Lưu Thị là đoạn gia người, là đoạn uyển tẩu tẩu, đoạn uyển hiện giờ đắc tội nhà chồng, tổng sẽ không còn đi đắc tội nhà mẹ để đi. Nếu là hai bên đều xé rách mặt, vậy tính có Vĩnh Gia quận chúa lại như thế nào? này toàn bộ vạn khánh phủ đều không có đoạn uyển nơi dừng chân đúng là bởi vì nghĩ tới này đó cho nên tiểu vạn thị tỉ muội hai cái mới cố ý đem sân nhà giao cho lưu thị dù sao muốn nháo cũng là các nàng đoạn gia chính mình nháo lên chương 2588 chị dâu em chồng dằn co cố vân đông cùng đoạn uyển bước vào ngạch cửa thời điểm liền nhìn đến lưu thị một người đứng ở nơi đó nghiêm túc một khuôn mặt mặt lộ vẻ trách cứ nhìn về phía đoạn uyển đây là cố vân đông lần đầu tiên nhìn thấy đoạn khiêm phu nhân còn đừng nói, như vậy thô thô vừa thấy, bộ dáng còn rất tiếu lệ, chính là trầm khuôn mặt nhìn có chút hung ác, thân cao cùng đoạn uyển không sai biệt lắm, bất quá phẩm vị đại khái không phải thực hảo, rõ ràng còn trẻ, lại xuyên xám xịt, hơn nữa trên mặt có chút dày nặng trang dung, nhìn không duyên cớ già rồi vài tuổi, nàng đánh giá lưu thị, lưu thị cũng nhìn thoáng qua cố vân đông, nàng không biết cố vân đông thân phận, tiểu vạn thì chỉ nói cho nàng. Đoạn Uyển có cái phương xa tới bằng hữu. Chính là bởi vì cái này bằng hữu cùng Vạn thị nổi lên xung đột, Đoạn Uyển lúc này mới không lớn không nhỏ đem Vạn thị cấp ném ra tới. Lưu thị tin tưởng tiểu Vạn thị nói, cho nên đối Cố Vân Đông một chút hảo cảm đều không có, chỉ cảm thấy nàng dạy hư Đoạn Uyển, đáng tiếc nàng chưa kịp đi hỏi thăm một chút đã bị tiểu Vạn thị cấp gọi vào đậu phủ, nếu không nàng cũng sẽ không không đem Cố Vân Đông để vào mắt. Ở Lưu thị trong mắt, Đoạn Uyển bằng hữu, thân phận đều cùng các nàng không sai biệt lắm thậm chí là so các nàng còn thấp thương hộ nhân gia nàng nhưng thật ra nghe nói qua cố vân đông tên nhưng nàng cũng biết người này ở kinh thành định cư như thế nào cũng không thể tưởng được sẽ ở cái này mấu chốt thường xuất hiện ở vạn khánh phủ lưu thị nhìn thoáng qua cố vân đông liền một lần nữa đem lực chú ý đặt ở đoạn uyển trên người rất là bất mãn nói tiểu muội ngươi hôm nay làm những chuyện như vậy ta đều nghe nói ngươi làm ta thực thất vọng ngươi như thế nào có thể như thế đối đãi ngươi gì đâu Tương nhiên làm người đem nàng đuổi ra đi, này nếu là truyền ra đi, đoạn gia cùng đậu gia còn có cái gì thể diện, không ra một ngày, hai nhà đều phải bị toàn bộ vạn khánh phủ người cười nhạo, đoạn viễn nhíu mày, nàng không thấy được tiểu vạn thị các nàng, trong lòng là có chút tiếc nuối, nàng không muốn đối thượng lưu thị, người này là chính mình tẩu tử, nàng tuy rằng là gã đi ra ngoài cô em chồng. Nhưng cũng tưởng cùng nàng hảo hảo ở chung, tương lai không đến mức cùng nhà mẹ đẻ xa cách, nhưng vừa vào cửa, tẩu tử liền trực tiếp trách cứ nàng. Đoạn uyển trong lòng không thoải mái cực kỳ, nàng quay đầu nhìn thoáng qua cố vân đông. Người sau đã hướng phía sau lui lại mấy bước, phi thường tự giác ở ghế trên ngồi xuống, còn duỗi tay cầm trên bàn một viên quả tử ăn lên. Lưu thị thấy thế, ánh mắt ghét bỏ đến không được, quả thật là không có giáo dưỡng, tới trong nhà người khác không chào hỏi không an tĩnh trầm mặt, cư nhiên như vậy tự quen thuộc ngồi xuống ăn cái gì, một chút cũng chưa đem chính mình đưa người ngoài nhưng mà cố vân đông như vậy thái độ, lại làm đoạn uyển trong lòng nháy mắt yên ổn xuống dưới, nàng nhìn về phía lưu thị, hít sâu một hơi, nói, thể diện. vì cầm mấy bình thuốc viên đến tân mính Cát đi hành lừa, chuyện này không biết bao nhiêu người ở sau lưng nghị luận sôi nổi, nói chúng ta hai nhà gia mặt dày đã nghèo đến làm ra loại này hạ tam lạm mua bán. Đây mới là ném hai nhà thể diện đi. Ta đem người như vậy đuổi ra tân mính cát, nơi nào sai rồi, lưu thị nhíu mày, này vẫn là lần đầu tiên đoạn uyển như thế không khách khí phản bác nàng, nàng trong lòng không thoải mái cực kỳ, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình nói, này như thế nào có thể kêu hành lừa đâu. Ngươi gì nhưng không có đi hại người, ngươi không phải lấy kia thuốc viên đi y quán kiểm tra qua sao. Đó là thuốc bổ, ăn có lợi mà vô hại, ngươi ý tưởng này quá cực đoan, đoạn uyển cười lạnh, thuốc bổ. Ngươi cũng nói đó là thuốc bổ, nhưng gì đối ngoại tuyên bố đó là sinh con hoàng. Mỹ Dung Hoàng, một lọ muốn bán 50 lượng bạc, này không phải hành lừa là cái gì? Chương 2589 Lưu thị tẩy não. Lưu thị nhíu chặt mày, "Tiểu muội, phía trước ngươi đều không ngại, như thế nào hôm nay nhưng thật ra để ý đi lên?" Nói, nàng mịt mờ nhìn thoáng qua Cố Vân Đông. Cố Vân Đông tiếp thu đến nàng tầm mắt, hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, chậm rãi kéo ra khóe môi nở nụ cười. Lưu thị sắc mặt cứng đờ, một lần nữa xem hồi đoạn Uyển, "Tiểu muội" ngươi không thể như vậy tùy hứng ngươi quên ta và ngươi lời nói sao ngươi hiện giờ đã không phải chưa xuất các đoạn gia đại tiểu thư ngươi đã gả cho người thành đậu gia tức phụ ở chỗ này ngươi đến hầu hạ hảo phu quân của ngươi chiếu cố hảo ngươi bà bà đặc biệt là ngươi bà bà thân mình vốn dĩ liền không tốt ngươi liền càng hẳn là nghe nàng lời nói không thể khí nàng vạn nhất ngươi đem nàng khí ra cái tốt xấu tới ngươi cũng chỉ có bị hưu bỏ phân ngươi hiểu không Đoạn viễn sắc mặt đỏ lên, trước kia nàng là nghe xong nói như vậy, cũng cảm thấy có đạo lý, nhưng, nhưng hôm nay cố tỷ tỷ nói cho nàng, nàng liền tính bị hưu bỏ cũng có đường lui, nàng có cái gì sợ quá đâu. Tẩu tử, ta đương nhiên cũng tưởng cùng ta bà bà hảo hảo ở chung, nhưng kia cũng muốn ta bà bà giảng đạo lý mới được. Gặp được không nói lý, chẳng lẽ ta cũng muốn từng bước thoái nhượng sao, khi cùng trợ trụ vi ngược có cái gì khác nhau tổng không đến mức ta bà bà làm ta đi giết người, ta liền đi giết người đi. ở phía sau nghe lén tiểu vạn thị tức giận đến quá sức, chỉ vào đoạn uyển phương hướng thấp giọng nói, nàng có ý tứ gì? nàng cư nhiên dám nói ta không nói đạo lý, vạn thị vội vàng trấn an nàng, nàng một cái tiểu tiện nhân lời nói, ngươi nghe đi vào làm gì? bất quá chính là chịu không nổi đậu gia quy cũ, trong lòng không cân bằng thôi. hai người đối thoại rất thấp, nhưng cố vân đông tai thính mắt tinh miên bản liền kỳ quái này tiểu vạn thị hai người đi nơi nào lúc này hơi chút có điểm động tĩnh lập tức sẽ biết thật không nghĩ tới này hai người một đống tuổi cư nhiên bắt đầu đương tạch cố vân đông nhịn không được xả môi cười lên tiếng lưu thị đột nhiên nhìn về phía nàng ánh mắt nặng nề ngươi cười cái gì ngươi cảm thấy ta nói không đúng sao a à. nga không có ngươi tiếp tục ta đang nghe lưu thị liền rất khí cảm giác chính mình một quyền dừng ở bông thượng nàng nắm thật chặt tay nhìn về phía đoạn uyển ngươi tưởng quá nhiều cái gì giết người ngươi bà bà như thế nào sẽ làm ngươi đi giết người đâu bất quá chính là bán ăn lót dạ dược thôi ngươi chỉ là cho ngươi gì cung cấp phương tiện lại có thể làm ngươi cùng bà bà quan hệ hài hòa này chẳng lẽ không hảo sao hài hòa nơi nào hài hòa ta bà bà như cũ xem ta đôi mắt không phải đôi mắt cái mũi không phải cái mũi lưu thị nhấp nhấp môi đi đến bên người nàng thở dài nói, ta biết ngươi bị ủy khuất, trong lòng không thoải mái. Nhưng này đưa người tức phụ, cái nào không phải như vậy lại đây? Ngươi nhìn xem kia Lý gia tiểu thư, gả cho người không giống nhau bị câu nơi nào đều đi không được, mỗi ngày đều phải sớm tối thưa hầu, thân thủ cấp bà mẫu làm thức ăn, buổi tối còn muốn hầu hạ bà mẫu ngủ rồi mới có thể nghỉ ngơi, còn có kia Ngô gia cô nương, đại lãnh thiên phải cho bà mẫu đi giặt quần áo, tay đều sưng thành củ cải, liền y quán cũng không dám đi. Còn có tề gia thiếu phu nhân, bà mẫu nói phải cho trượng phu khai chi tán dịp, nàng liền giúp đỡ nạp một cái lại một cái thiếp, ngươi nhìn xem, mọi người đều là như vậy lại đây, như thế nào ngươi liền không được đâu, Đoạn Uyển. Có chút hoảng hốt, những người này nàng đều biết, cũng xác thật quá đều là cái dạng này sinh hoạt, các nàng bà bà cũng đít xác một đám đều uy nghiêm thực, các nàng ở bà mẫu trước mặt, một câu cũng không dám nói. Lưu thị thấy nàng biểu tình có chút buông lỏng, hơi hơi thở ra một hơi. Cổ vỗ, vỗ nàng bả vai, chương 2590 cố vân đông nhịn không được, tiểu muội ta không biết suy nghĩ của ngươi như thế nào đột nhiên liền tưởng trật. Nhưng là ngươi phải hiểu được, cuộc sống này là chính ngươi, người khác không thể thế ngươi quá, có chút người châm ngòi ngươi cùng bà mẫu quan hệ, quay đầu lại chịu khổ chịu nhọc còn không phải ngươi, cố vân đông nhướng mày, nha, này nói chính là ta a à. lưu thị phá lệ lời nói thấm thiế, ngươi bà mẫu đã đủ hảo. Nàng còn cho ngươi đi khai cửa hàng kiếm tiền, Ngươi cẩn thận ngẫm lại, này to như vậy vạn khánh phủ, trừ bỏ những cái đó quá không đi xuống nhân gia, cái nào sẽ làm con dâu ở bên ngoài suốt đầu lộ diện làm buôn bán? Càng đừng nói này đậu phủ vẫn là quan gia, ngươi bà bà là cáo mệnh phu nhân, nàng đối với ngươi như thế hào phóng dung túng, đến đỉnh bao lớn áp lực a, à, ngươi còn không hài lòng sao? Làm người a, à, muốn thấy đủ, hiểu không? Ngươi cho rằng ngươi bà mẫu làm ngươi gì đi tân mính các bán những cái đó thuốc viên? Thật là vì kiếm về điểm này bạc sao? Đậu gia cùng Đoạn gia chưa bao giờ thiếu bạc, nàng a, là không yên tâm ngươi, làm ngươi gì qua đi nhìn. Kết quả ngươi khen ngược, không biết người tốt tâm, hiểu lầm nhân gia không nói, còn làm trò nhiều người như vậy mặc cho nàng hạ mặt, tiểu muội, ngươi muốn nghe lời nói, ta là ngươi tẩu tẩu, là người nhà của ngươi. Người đều nói trưởng tẩu như mẹ, ta chẳng lẽ còn sẽ hại ngươi sao? Hại ngươi? Đối với ngươi có chỗ tốt gì? Cố vân đông rốt cuộc hơi hơi thẳng thắn sống lưng, đôi mắt cũng mị lên. Này lưu thị, tẩy não công năng quả nhiên là nhất lưu. Vứt bỏ những cái đó khác nhân tố, nàng lời này, nói thật là có như vậy vài phần đạo lý. Đoạn viễn liền có chút hoảng hốt, nàng thế nhưng cảm thấy tẩu tử lời nói rất có đạo lý. Nhưng nàng khóe mắt dư quan ngắm tới rồi cố vân đông, đột nhiên đánh cái giật mình phục hồi tinh thần lại. Tẩu tử, tẩu tử ta cảm thấy, ta cảm thấy như vậy không đối, không đúng chỗ nào. Lưu Thị buồn bực, nàng đều nói nhiều như vậy, như thế nào Đoạn Uyển còn ở chấp mê bất ngộ. Đoạn Uyển liền nói không ra lời nói tới, nàng tài ăn nói không tốt lắm, nói bất quá Lưu Thị. Cố Vân Đông ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi, rốt cuộc đứng dậy, thản nhiên đi phía trước đi rồi vài bước, đứng yên ở Đoạn Uyển bên người, cười nhìn về phía Lưu Thị, nói, ngươi nói Đoạn Uyển làm như vậy, quay đầu lại muốn chịu khổ, đúng không? Lưu Thị nâng nâng cầm, chẳng lẽ không phải sao? Chính là, nàng hiện tại đã ở chịu khổ a à. này bất quá chính là một ít tiểu ủy khuất nhìn xuống tổng so nàng tương lai bị hưu bỏ muốn hảo đi cố vân đông gật gật đầu nga tiểu ủy khuất cùng ngươi vừa rồi nói cái gì nữa đêm muốn hầu hạ bà mẫu nghỉ tạm ngày mùa đông muốn đi giặt quần áo cấp trượng phu nạp thiếp gì đó xác thật đều là tiểu ủy khuất đoạn uyển kinh ngạc nhìn về phía cố vân đông lưu thị khẽ gật đầu ngươi biết liền hảo cố vân đông cười chính là đoạn viễn vì cái gì muốn chịu này đó tiểu ủy khuất. Ai nói nàng không chịu ủy khuất liền sẽ bị thôi. Những việc này, ngươi hỏi qua đậu phụ khang sao, hỏi qua ngươi trượng phu đoạn kim sao, ngươi, chính ngươi nhưng thật ra không có bà mẫu ở mặt trên đè nặng, quá thoải mái dễ chịu, thích ý thực, không bằng như vậy, ta nghe nói đoạn kim đối vú nuôi thực hiếu thuận, kia vú nuôi đã từng vì đoạn kim liền mệnh đều từ bỏ. Đoạn gia đều đem nàng trở thành đứng đắn lão thái thái đối đãi ngươi nếu không đem nàng cấp tiếp trở về, hảo hảo thế đoạn khiêm tẩn tẩn hiếu, cũng thể hội một chút trên đỉnh đầu có bà mẫu cảm giác, lưu thị sắc mặt đại biến, ngươi nói hưu nói vượng cái gì, cố vân đông biểu tình lạnh lùng, như thế nào, ta làm ngươi làm tốt một cái tức phụ bổn phận chính là nói bậy. Ngươi ở bên này đỉnh đạt mà nói muốn đoạn uyển nuốt xuống ủy khuất chính là vì nàng suy nghĩ, chương 2591 bị nhéo ra tới, cố vân đông nói, hướng lưu thị trước mặt tới gần vài bước, chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, lời này hiểu hay không? Ngươi vừa rồi nói cái gì tề gia thiếu nải nải cách làm ta cảm thấy khá tốt, nàng vì phu thê nạp một cái lại một cái thiếp thị, không bằng ngươi cũng thay đoạn khiêm tìm kiếm mấy cái, như vậy mới có thể thể hiện ngươi dịu dàng rộng lượng đúng không? Ngươi, ngươi, nhà của chúng ta sự tình, khi nào luôn được đến ngươi tới quản, ngươi cho rằng ta tưởng quản sao? Nếu không phải ngươi không làm nhân sự, ta còn lười đến gặp ngươi. Cố vân đông kinh thường nhìn lại, ghét bỏ cực kỳ. Lưu thị mở to hai mắt nhìn, tức giận đến ngón tay khẽ run. Nàng nhìn về phía đoạn uyển, ngươi liền tùy ý ngươi bằng hữu như vậy nhục nhã ngươi tẩu tử. Đoạn uyển hít sâu một hơi, ngươi không cũng tùy ý ta bà mẫu gì nhục nhã ta sao? Lưu thị nghẹn lại, nháy mắt nói không ra lời. Nàng hung tợn trừng mắt đoạn uyển, hảo, hảo, ngươi hiện tại là hoàn toàn không đem ta để vào mắt. Chờ đại ca ngươi trở về, ta sẽ đúng sự thật cùng nàng nói, đến lúc đó ngươi bị đậu da thôi, đừng khóc trở về cầu ta, đến cái này mấu chốt thượng còn muốn uy hiếp người. Cố vân đông nhướng mày, ngươi vẫn là cố chính ngươi đi, nếu là đoạn khiêm trở về, biết ngươi cái này làm tẩu tử ở nàng muội muội bị ủy khuất từ từ gầy ốm thời điểm chẳng những không giúp đỡ điểm thế nàng chống lưng, ngược lại đứng ở vạn thị bên kia chèn ép nàng, đến lúc đó ai hưu ai, còn không chừng đâu, lưu thị sắc mặt đại biến, ta phu quân sẽ không, ai biết sao đoạn kim cùng đoạn viễn nhiều năm như vậy tới sống nương tựa lẫn nhau cảm tình không phải bình thường huynh muội có thể so sánh nếu là hắn biết muội muội bị thê tử như vậy đã kích xin giúp đỡ không cửa khẳng định sẽ nổi trận lôi đình đến nỗi hưu thê nhưng thật ra không nhất định rốt cuộc này đoạn lưu hai nhà vốn dĩ chính là thương nghiệp liên hôn nhưng lưu thị về sau nhật tử không hảo quá kia khẳng định là thật sự lưu thị rốt cuộc cùng đoạn kim mới vừa thành thân không bao lâu còn chưa đủ hiểu biết hắn nhưng mà lúc này nghe xong cố vân đông nói, đột nhiên liền có chút luống cuốn, chỗ tối tiểu vạn thị cùng vạn thị thấy lưu thị cư nhiên không chút sức lực chống cự, tức khắc có chút buồn bực, thầm mắng một câu, quá vô dụng, liền câu nói đều nói không rõ, cũng không phải là. Còn tưởng rằng nàng có bao nhiêu lợi hại. Khi cố vân đông xen vào việc người khác mà thôi, nàng chỉ cần đối phó đoạn uyển liền thành, hà tất cùng nàng dính líu, hiện tại làm sao bây giờ, tiểu vạn thị hai người đều nhíu chặt mày, này cố vân đông đi theo đoạn uyển lại đây chính là cái phiền toái nhưng các nàng còn không có nghĩ ra cái sở hữu nhiên tới đột nhiên cảm giác phía sau nhiều một tia khí lạnh vừa muốn xoay người mặt sau quần áo cổ áo liền bị người cấp nhắc lên a à, ngươi làm gì buông ta ra buông ra chúng ta hai người một bên chữa bậy một bên giải dụ nhưng đồng thủy đào là ai a à? sức lực đại xảo kính đủ tiểu vạn thị hai người sống trong nhung lụa căn bản là không phải đối thủ bất quá trong chốc lát công phu, đã bị đồng thủy đào cấp xả tới rồi sảnh ngoài, hung hăng đi phía trước đẩy, hai người kia ở phía sau nghe lén đâu, tiểu thư, này muốn xử lý như thế nào, cố vân đông xoay người lại, nhìn về phía hơi có chút chật vật hai người, cười một tiếng, hai vị, các ngươi cảm thấy, ta nên như thế nào xử lý các ngươi, tiểu vạn thì lập tức đứng thẳng, hít sâu một hơi, thẳng thắn eo, nói, xử trí chúng ta, đây là chúng ta đậu phủ, ta là chủ nhân nơi này là ngũ phẩm cáo mệnh phu nhân, ngươi dựa vào cái gì xử trí ta, ngươi nói đúng. Cố vân đông tán đồng gật đầu, theo sát quay đầu nhìn về phía vạn thị, như vậy, ngươi đâu, chương 2592 liền tính ngươi là quận chúa thì thế nào, vạn thị sửng sốt, không nghĩ tới cố vân đông sẽ lập tức thay đổi đầu thương đối mặt chính mình, nàng nhịn không được lui về phía sau một bước, liền nghe được nàng nói, ngươi không phải chủ nhân nơi này, cũng không phải cáo mệnh phu nhân, ta đây xử lý ngươi hẳn là không có gì vấn đề đi. Tiểu vạn thị lập tức tiến lên một bước, trắng vạn thị trước mặt, ngạnh thanh âm nói, nàng là ta tỷ tỷ, là đậu phủ khách nhân. Ngươi tự tiện tới ta đậu phủ, tưởng đối nhà ta khách quý làm cái gì, đừng nói ta, liền tính là ta phu quân cũng sẽ không đồng ý, cố vân đông buồn cười, ngươi khách quý đúng không? Hảo, một khi đã như vậy ta đây chỉ có thể tìm ngươi cái này chủ nhân, ngươi vị này khách quý, ở ta tân mính cát, cầm thấp kém thuốc viên bán cho ta khách nhân, lừa gạt ta khách quý, nghiêm trọng ảnh hưởng ta sinh ý, tạo thành ta cực đại tổn thất, hủy hoại ta cửa hàng thanh danh, này bút trướng, ta có phải hay không có thể tìm ngươi tính, tiểu vạn thị sắc mặt đại biến, há mồm miệng giải, cái gì trướng? Ngươi đừng ở chỗ này ăn nói bừa bãi loạn ấn tội danh, tỷ của ta nơi nào liền ảnh hưởng tân mính các sinh ý, cố vân đông và ban một tiếng đem một quyển sổ sách đem ra, đối với tiểu vạn thị dùng sức trung trung. Đây là tân mính các sổ sách, bên trong thu chi đều viết rành mạch, nguyên bản tân mính các mỗi ngày khách đông như mây sinh ý rực rỡ, từ ngươi vị khách nhân này đi tân mính các bắt đầu bán dược lúc sau, sinh ý liền xuống dốc không phanh thu không đủ chi, ngươi còn dám nói không có ảnh hưởng. Đậu phu nhân, này tân mính các nhưng không ngừng là ngươi con dâu, ngươi lạm dụng tư quyền dung túng ngươi tỷ ở ta tân mính các làm sàng làm bậy, ta đây chỉ có thể tìm ngươi muốn bồi thường. Tiểu Vạn thị ngày thường cũng cũng chỉ có thể ở đoạn uyển trước mặt lúc lắc bà bà phổ, nàng tài ăn nói liền lưu thị đều so ra kém, càng đừng nói mồm miệng lanh lợi Cố Vân Đông, nhìn kia bổn sổ sách, nàng tức khắc liền nói không ra lời nói tới, nhưng thật ra Vạn thị tránh ở tiểu Vạn thị phía sau ngạnh cổ nói một câu, "Ta, ta đi tân Mính các là trải qua đoạn uyển cho phép, ngươi muốn tìm, liền đi tìm đoạn uyển." Cố Vân Đông hơi hơi nheo lại mắt, quay đầu lại nhìn về phía đoạn uyển, người sau lập tức lắc đầu ta không có, ta ngăn cản quá, nàng không nghe, bà bà còn ngăn đón ta không cho ta ra cửa, cố vân đông gật đầu, ta đương nhiên là tin tưởng ngươi, cho nên, đậu phu nhân, này bồi thường ngươi muốn như thế nào tính, ta không có tiền, ngươi muốn bồi thường, ngươi, ngươi đi tìm đoạn viễn, đoạn gia có bạc, nói bất quá, liền bắt đầu chơi xấu, này tiểu vạn thị thật sự rất lên không được mặt bàn, chỉ là lời này vừa ra, lưu thị liền ngồi không được, nàng cắn răng nói, đậu phu nhân, cái gì gọi là đoạn gia có bạc đoạn uyển hiện giờ là ngươi đậu gia tức phụ bán dược cũng là tỷ tỷ ngươi cùng ta đoạn gia có quan hệ gì nói nữa ngươi đường đường tham tướng phủ chủ nhân cáo mệnh phu nhân sợ nàng làm cái gì cố vân đông nhướng mày đánh giá lưu thị liếc mắt một cái tham tướng phu nhân xem ra đậu phu nhân không nói cho ngươi ta là ai lưu thị nhíu mày tiểu vạn thị xác thật không nói cho nàng nhưng vừa rồi nàng cũng nghe đến cố vân đông nói nàng nói nàng tân bính các cho nên cũng là tân bính các chủ nhân nhưng nàng cho rằng người này là nhiếp sông căn bản không hướng cố vân đông trên người tưởng nghe nói cố vân đông trượng phu hiện giờ đã là tam phẩm kinh quan nàng căn bản không có khả năng xuất hiện ở chỗ này nhưng lúc này nghe nàng nói như vậy lưu thị trong lòng đột nhiên có dự cảm bất hảo nàng rộng mở quay đầu lại nhìn về phía tiểu vạn thị người sau có chút chột dạ nhưng bị nàng như vậy nhìn lại không được tự nhiên chỉ có thể căng da đầu nói Ngươi là vĩnh gia quận chúa thì thế nào, là quận chúa liền có thể không nói đạo lý sao, chương 2593 bên ngoài tới ba vị nam tử, vĩnh gia quận chúa, lưu thị đồng tử co rụt lại, chậm rãi xoay đầu, tầm mắt dừng ở cố vân đông trên người, còn, thật đúng là chính là nàng, chính là, vĩnh gia quận chúa trượng phu không phải ở kinh thành làm quan sao. Nàng em đẹp như thế nào liền chạy đến vạn khánh phủ tới, lưu thị há miệng thở dốc, trong lòng càng thêm hoảng loạn hai chân cũng không khỏi sau này lui hai bước. Thậm chí cầu cứu tầm mắt dừng ở đoạn uyển trên mặt, đáng tiếc đoạn uyển căn bản liền không thấy nàng. Đoạn uyển khẩn trương nhìn cố vân đông, người sau hơi hơi gật đầu một cái, nói đúng, liền tính ta là quận chúa ta cũng đến giảng đạo lý, lại nói tiếp, con người của ta từ trước đến nay đều là lấy đức phục người. Vạn thị cùng tiểu vạn thị nhìn nhau liếc mắt một cái, danh hiệu một áp, cư nhiên. Hữu dụng, nhưng mà ngay sau đó, Liền nghe được Cố Vân Đông cười nói, "Vậy báo quan đi, báo quan khá tốt xử, ta thích nhất. Vạn thị lừa như vậy nhiều người, nhưng vẫn đều không có người đi quan phủ cáo nàng, nghĩ đến là xem ở đoạn phủ cùng đậu tham tướng mặt mũi thượng, lúc này ta đi đầu cáo một cáo, hẳn là sẽ có người tới làm chứng đi." Các ngươi nói đi, Vạn thị cùng tiểu Vạn thị sắc mặt đột nhiên thay đổi, cơ hồ là buộc miệng thốt ra, "Không được, vì cái gì không được?" Là các ngươi nói không thể lấy quyền thế áp người, ta ở hảo hảo đi bình thường con đường, vạn thị luống cuốn, này tính cái gì bình thường con đường? Hảo hảo báo cái gì quan? Này bất quá chính là kiện việc nhỏ mà thôi, nháo đến quan phủ đi mất mặt không, dù sao mất mặt không phải ta, cố vân đông cười nhạo một tiếng, xoay người liền đi, tiểu vạn thị hét lên một tiếng, ngăn lại nàng, trong viện lập tức liền xông tới mấy cái hạ nhân, duỗi tay muốn cản hạ cố vân đông. Cố vân đông liền ánh mắt cũng chưa cho bọn hắn một cái, đồng thủy đào đã xông lên đi một chân lược đảo một cái, tiểu vạn thị còn muốn kêu người, đoạn uyển tiến lên một bước, ta xem ai dám, còn không cho ta lui ra, bọn hạ nhân dừng lại, hai mặt nhìn nhau lên, nhất thời nhưng thật ra không biết muốn nghe ai, này động tác một chần chờ, khiến cho cố vân đông lướt qua đi, tiểu vạn thị mắt thấy không tốt, đột nhiên che lại chính mình ngực kêu to lên, a, à, a, à, ta ngực đau. Đoạn Viễn đây là muốn tức chết ta, đau chết ta. Khang Nhi a, à, ngươi nhìn xem ngươi cưới hảo tức phụ, đây là muốn hại chết nương a, à, ngươi ở nơi nào, mau trở lại nhìn xem này tan lương tâm a. À. Cố Vân Đông, Đoạn Viễn, lại tới. Cố Vân Đông vỗ vỗ nàng bả vai, lời nói thấm thía nói, ngươi rốt cuộc là người ta con dâu, bà bà phát bệnh, ngươi xác thật hẳn là chiếu Cố. Được rồi, ngươi trở về đi, cho nàng tìm cái đại phu hảo hảo xem. Tiểu Vạn thị vừa nghe này biện pháp hữu dụng, Cố Vân Đông quả nhiên bị hù dọa, đương trường đau hô lớn hơn nửa thanh. Ai biết theo sát Cố Vân Đông lại nói nói, quan phủ nha môn ở nơi nào ta còn là biết đến, ta chính mình đi là được, ngươi không cần bồi ta. A, à, Đoạn Viễn nhịn cười, chạy nhanh gật đầu, "Hảo, kia Cố tỷ tỷ ngươi mau đi, bên này có ta đâu, ta sẽ chiếu cố hảo bà bà." Cố Vân Đông liền mang theo Đồng Thủy Đào đi rồi, Tiểu Vạn thị cùng Vạn thị hốc mắt muốn nứt ra, đầy mặt hoảng sợ, cũng không rảnh lo trang bệnh đứng lên liền đuổi theo. Nhưng mà các nàng một trước một sau đi ra tiền viện thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một cái hạ nhân vội vội vàng vàng chạy tiến vào, nàng trực tiếp chạy đến tiểu vạn thị trước mặt, kinh hô, phu nhân, bên ngoài tới ba vị nam tử, nói, nói, kia hạ nhân nói, ngắm liếc mắt một cái vạn thị, thanh âm thấp đi xuống, nói cao phu nhân hại nhân tính mệnh, muốn tìm lão gia làm chủ. Chương hai nghìn năm trăm chín mươi ngươi nói ai không muốn sống nữa? Vạn thị ban đầu nhà chồng họ cao tuy rằng hiện giờ không có, nhưng xưng hô một tiếng cao phu nhân cũng không sai, nàng nghe xong sửng sốt một chút, giận dữ, cái gì hại nhân tính mệnh? Ta khi nào hại nhân tính mệnh? Ta những cái đó thuốc viên nhưng đều là thuốc bổ, lại ăn không chết người, cố vân đông nhưng thật ra dừng lại, có chút kinh ngạc nhìn về phía kia hạ nhân, ngay sau đó mày hơi ninh. Nàng có chút lo lắng bên ngoài tới cáo trạng người là ở Tân Bính các mua vạn thị thuốc viên xảy ra chuyện, nếu là như thế, kia nàng cũng không hảo liền như vậy đi rồi. vạn thị ở bên kia dậm chân, cố vân đông lại hỏi kia hạ nhân, tới chính là người nào? nói qua sao lại thế này không có? kia hạ nhân sửng sốt, đoạn viễn nhíu mày, hỏi ngươi đâu? nói a, à, là, là, là ba nam nhân. bọn họ nói cao phu nhân nhục mà kích thích thai phụ, làm hại thai phụ sinh non, thiếu chút nữa một thi hai mệnh, việc này không thể liền như vậy tính, đến tìm lão gia làm chủ. ta nói cho bọn họ lão gia không ở bọn họ cũng không nghe, chúng ta tưởng đem người đuổi đi, bọn họ liền nháo lên, hiện tại bên ngoài không ít người đều đang xem náo nhiệt, phu nhân, cái này như thế nào cho phải, cố vân đông sửng sốt, vạn thị nhục mà kích thích thai phụ, thiếu chút nữa một thi hai mệnh, nàng liền cảm thấy. Như thế nào cốt truyện này có điểm quen thuộc đâu, từ từ, nàng nhớ rõ đại cô nói qua, vu kính nương tử động thai khí, là bị một cái muốn gả cho vu dương hồng quả phụ cấp đã kích. Vu đại bá bất hạnh này quả phụ dây dưa, lại bởi vì đối phương có chỗ dựa không hảo xé rách mặt, mà vạn thị, là cái quả phụ. Nàng phía sau chỗ dựa, nhưng còn không phải là đậu tham tướng sao, sẽ không, như vậy xảo đi, khi này vạn thị, thật đúng là chính là làm nhiều việc ác, cố vân đông nheo lại mắt, thần sắc lạnh băng nhìn nàng, vạn thị còn ở kia đối với hạ nhân kêu gào, không chịu rời đi các ngươi liền tìm mấy cái binh lính đem bọn họ đánh ra đi a, à, nơi này là tham tướng phủ khi nào bên ngoài những cái đó tiểu miêu tiểu cẩu cũng có thể tùy tiện tới cửa dây dưa này rõ ràng chính là lừa bịp tống tiền ta sao có thể hại chết người còn thất thần làm gì chạy nhanh đi a à, khi hạ nhân có chút khó xử nàng nhìn nhìn tiểu vạn thị lại nhìn nhìn đoạn uyển tiểu vạn thị tưởng mở miệng làm nàng dựa theo vạn thị cách nói đi làm đáng tiếc đoạn uyển dành trước một bước đem bọn họ mời vào tới việc này sự tình quan trọng đại hẳn là hảo hảo nói rõ ràng Tiểu vạn thị mở to hai mắt nhìn rống giận, không được, ta không chuẩn. Đoạn viễn nhíu mày, nương, việc này sự tình quan đậu phủ thanh danh, nếu là không đem người mời vào tới, bọn họ ở bên ngoài nói lung tung, ngược lại sẽ đối chúng ta bất lợi, bọn họ, ngươi biết cái gì? Ngươi không nghe được hắn nói bên ngoài tới chính là ba cái đại nam nhân sao? Nhà của chúng ta hiện giờ không có nam chủ nhân, liền tùy ý nam tử vào cửa, còn thể thống gì? Ta phía trước dạy ngươi quy củ đều bị ngươi ném, có phải hay không?" Đoạn Viễn cảm thấy Tiểu Vạn thị quả thực không thể nói lý, tới chính là nam tử lại như thế nào. Đậu Tham tướng tuy rằng không ở, này Đậu phủ hạ nhân hộ vệ cũng có không ít nam tử đi, lại không phải trong lén lúc đơn độc gặp mặt, như thế nào liền không thể. Nàng nhìn thoáng qua Vạn thị, quả nhiên, Vạn thị đang ở lôi kéo Tiểu Vạn thị ống tay áo đối nàng lắc đầu, xem ra Vạn thị trong lòng cũng là đoán được tới người là ai. Tiểu Vạn thị tóm lại không chuẩn bọn họ tiến vào. Nàng đối kia hạ nhân phân phó nói, còn không mau đi đem người đuổi đi, bọn họ nếu là không đi, ngươi tìm hai cái binh lính đưa bọn họ cấp bắt, tới tham tướng phủ cửa nháo sự, ta xem bọn họ là không muốn sống nữa. Cho rằng ai đều có thể bị bọn họ ăn và lừa bịp tống tiền sao? Tưởng Mỹ, ngươi nói ai không muốn sống nữa? Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo hàm chứa tức giận trầm thấp thanh âm chương 2595 đậu tham tướng trở về, trong vị người nghe được thanh âm, chợt ngẩng đầu lên. Sau đó, liền thấy đậu tham tướng đao to búa lớn bước đi tiến vào, không ngừng là hắn, hắn phía sau còn đi theo ba người, trong đó một cái nhìn đến cố vân đông sau, cười đã đi tới, cố vân đông ánh mắt sáng lên, phu quân, ngươi như thế nào lại đây? Nàng lại nhìn nhìn bên cạnh đứng vu kính cùng vu dương hồng, trong lòng nghĩ quả thực như thế, chính mình suy đoán ứng nghiệm, thiệu thanh viễn nói, ta bồi vu đại bá bọn họ lại đây, vừa đến cửa không lâu, vừa lúc đụng tới đậu tham tướng trở về, liền một khối vào được, ta liền biết ngươi ở chỗ này, thế nào, không bị khó xử đi, nguyên bản việc này vu gia không nghĩ tới muốn phiền toái thiệu thanh viễn cùng cố vân đông, chỉ là bọn hắn cũng biết, vạn thị tuy rằng đáng giận, đậu tham tướng lại là cái khó được chính trực người, bọn họ nếu là đi báo quan đi đem việc này nháo đại, khác không nói, đậu tham tướng khẳng định sẽ bị liên lụy vu gia người đều biết thiệu thanh viễn cùng đậu gia quan hệ bọn họ cũng sợ việc này sẽ làm thiệu thanh viễn thế khó xử cho nên suy xét một phen sau vẫn là tìm được thiệu thanh viễn hỏi hắn việc này rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ thiệu thanh viễn không dự đoán được lại là cái kia vạn thị gây ra họa sau khi tự hỏi đề nghị bọn họ trước tới đậu phủ tìm đậu tham tướng vạn thị làm sự tình đậu tham tướng hơn phân nữa còn không biết việc này giao cho hắn xử trí nhất thích hợp bởi vậy bọn họ mới có thể xuất hiện ở chỗ này cố vân đông hiểu rõ gật gật đầu ngước mắt nhìn về phía đậu tham tướng xem hắn sắc mặt xanh nét ánh mắt hung ác bộ dáng hiển nhiên đã nghe nói sự tình trải qua nhưng hắn cũng không nghĩ tới cố vân đông lại ở chỗ này hắn đối với nàng hơi hơi gật đầu hỏi quận chúa là tới tìm phụ khang tức phụ cố vân đông mỉm cười không ta là tới tìm vạn thị muốn bồi thường chỉ là nàng không muốn ta đang định báo quan Đầu Tham tướng đột nhiên ngơ ngẩn, lại là Vạn thị. Bồi thường. Báo quan, hắn chậm rãi xoay đầu đi, nhìn về phía súc ở bên nhau tiểu Vạn thị hai người, ánh mắt sắc bén, sao lại thế này? Các ngươi đều làm cái gì? Tiểu Vạn thị lập tức lắc đầu, trên mặt cũng không biết khi nào đột nhiên tất cả đều là nước mắt, khóc la nói, lão gia, chúng ta oan uổng a, à, chúng ta căn bản là không có làm cái gì, chính là con dâu bị điểm ủy khuất khí bất quá liền tìm người ngoài muốn cho chúng ta bố trí tội danh, ngươi nhưng đến cho chúng ta làm chủ A, đậu tham tướng đối chính mình thê tử hiểu biết thực, nghe vậy sắc mặt càng xuống, hắn nhìn về phía đoạn uyển, phụ khang tức phụ, ngươi tới nói, từ đầu chí cuối nói cho ta, các nàng hai cái rốt cuộc làm cái gì, đúng vậy, đậu tham tướng trầm khuôn mặt, đi nhanh hướng sảnh ngoài đi đến, tiểu vạn thị tỷ muội hai cái cùng đoạn uyển đều theo đi vào, cố vân đông đoàn người chậm một bước, tạm thời đứng ở trong viện nàng nhân cơ hội hỏi vu kính vu đại ca rốt cuộc sao lại thế này vu kính vừa rồi nhìn thấy vạn thị thời điểm liền hận không thể xông lên đi đánh nàng một đốn lúc này trên mặt cơn giận còn sót lại chưa tiêu thật mạnh thở ra một hơi mới nhỏ giọng nói vạn thị muốn gả cho ta cha chỉ là chúng ta đều không đồng ý vạn thị vẫn là nhiều phiên dây dưa hôm qua cái giữa trưa nàng đột nhiên không thể hiểu được chạy đến nhà của chúng ta trong viện đi kích thích nương tử hôm qua giữa trưa nàng nhớ rõ hôm qua buổi sáng, chính mình còn cùng vạn thị có tranh chấp, tổng không đến mức vạn thị ở nàng nơi này bị khí, liền chạy tới vu gia tiền khuyết thị phiền toái đi, cố vân đông nhíu nhíu mày, nâng bước hướng bên trong đi đến, lúc này sảnh ngoài, đậu tham tướng ngồi ở thượng vị, phía dưới tiểu vạn thị cùng vạn thị đều sụi lơ ngồi dưới đất, đầy mặt hoảng loạn, chương 2596 cho các ngươi một công đạo, quả thực hoang đường, hoang đường. Đậu tham tướng thật mạnh phách về phía cái bàn, ngón tay run rẩy chỉ vào các nàng sau một lúc lâu hắn nhắm mắt đứng lên đối với cố vân đông cùng vu gia người thấy lễ là bản quan gia giáo không nghiêm liên lụy các ngươi quận chúa vu lão đệ các ngươi yên tâm việc này ta sẽ thích đáng xử lý nhất định sẽ cho các ngươi một công đạo cố vân đông từ lúc bắt đầu cũng không nghĩ tới muốn báo quan nàng cùng đoạn uyển là bằng hữu thiệu thanh viễn cùng đậu phụ khang là huynh đệ bọn họ càng là đã từng cùng đậu tham tướng cộng đồng chiến đấu quá Tróc nã kia giúp người lái buông, bọn họ cùng đậu gia giao tình không cạn, đâu có thể nào thật sự nháo đến như vậy nông nổi. Hiện giờ đậu tham tướng trở về, có hắn những lời này, cố vân đông cũng liền an tâm rồi. Nàng nhìn về phía vu kính phụ tử hai, vu kính cũng gật gật đầu. Hắn thê tử xác thật bị khổ, nhưng cuối cùng bình an không có việc gì, hắn liền tính đi báo quan đi nháo đại, cuối cùng kết quả cũng sẽ không đối vạn thì tạo thành cái gì thương tổn muốn chi thê tử mệnh ở sớm tối trực tiếp nguyên nhân là bị ngựa nổi chứng việc này giao cho đậu tham tướng xử lý ngược lại là tốt nhất hơn nữa vô kính cảm thấy lấy đậu tham tướng tính tình căn bản là sẽ không khinh tha vạn thị chỉ sợ so với hắn trong tưởng tượng xử phạt sẽ tràn trọng đậu tham tướng thấy hai người đều gật đầu liền trong lòng hiểu rõ cố vân đông liền đưa ra cáo từ đậu tham tướng làm đoạn uyển đưa các nàng đi ra ngoài theo sau liền trầm khuôn mặt bình tĩnh nhìn tiểu vạn thị tỷ muội cố vân đông đoàn người ra cửa, mới phát hiện Lưu Thị cũng đi theo ra tới. Chẳng qua giờ phút này Lưu Thị kiên kỵ cố vân đông mấy người thân phận, cả người cơ hồ đều xúc ở một bên. Cố vân đông nhíu nhíu mày, đoạn kim cưới vị này thê tử, thật sự là sẽ cho hắn kéo chân sau. Liền tính là thương nghiệp liên hôn, cũng không ngừng xem đối phương gia thế bối cảnh, càng quan trọng, sợ vẫn là thê tử bản nhân đi. Nhưng đây là đoạn gia sự tình, cố vân đông cũng không thật nhiều thêm xen vào. Nàng nhìn đoạn uyển, Hiện giờ việc này ngươi công công đã biết, nghĩ đến hắn hẳn là có rất nhiều sự tình muốn hỏi ngươi. Nhớ kỹ lời nói của ta, ngươi là có chỗ dựa có đường lui, ngươi công công muốn hỏi cái gì, ngươi liền thành thật trả lời cái gì. Cái này sổ sách ngươi cầm, người khác không hảo lật xem, ngươi công công nhìn xem nhưng thật ra không sao cả. Hắn sẽ minh bạch vạn thị cấp tân mính các tạo thành bao lớn ảnh hưởng, nàng tin tưởng đậu tham tướng là cái minh bạch người tân mính các nàng tương lai là muốn thay biến toàn bộ đại tấn triều, đến lúc đó mỗi một cái phủ thành đều sẽ có một thân phận không bình thường người phụ trách quản lý, liền giống như kinh thành là các thị ở quản giống nhau. Này vạn khánh phủ thanh danh bị mệt, quay đầu lại mặt khác tân mính các khẳng định cũng sẽ bị ảnh hưởng, đến lúc đó bị tổn hại ít lợi đã có thể không ngừng là nàng một người, những người đó sẽ đem trướng đều tính ở đậu tham tướng trên người, này đó, không cần cố vân đông đề, đậu tham tướng đều sẽ biết đoạn viễn gật gật đầu, yên tâm đi, cố tỷ tỷ, ta lần này sẽ không lại lùi bước. Cơ hội khó được, nàng nếu là lại bỏ lỡ, đó chính là ngốc tử, ân, ừ, ta ở tân mính các chờ ngươi, quay đầu lại bên này có kết quả, ngươi tới nói cho ta một tiếng. Nàng còn muốn đi tân mính cắt cho người ta mở học, hiện tại vừa đến giờ mùi, thời gian còn thực đầy đủ, đoạn viễn đồng ý. Ngay sau đó xoay người liền vào đậu phủ, liền xem cũng chưa xem Lưu Thị liếc mắt một cái. Lưu Thị đối với Cố Vân Đông mấy người cười gượng, vội vàng hành lễ, quận chúa, kia dân phụ, liền đi về trước. Ngay sau đó liền làm nha hoàng đỡ thượng cách đó không xa xe ngựa, Cố Vân Đông thấy chỉ là lắc đầu, mấy người cũng mới xoay người lên xe ngựa. Chương 2597 mở rộng tiệm tạp hóa, lúc này thời gian còn sớm, Cố Vân Đông liền tính toán đi cố ký tiệm tạp hóa nhìn xem, vừa lúc phu kính phụ tử hai cái đều ở, quá khứ khoảng cách cũng không xa, xe ngựa thực mau ngừng ở tiệm tạp hóa cửa cố vân đông mới từ trên xe xuống dưới liền nhịn không được dơ dơ lên mi này sinh ý không tồi a à, vu dương hồng cười nói cũng không phải là chúng ta tiệm tạp hóa hiện giờ ở vạn khánh phủ chính là độc nhất gia vị trí hảo giá cả vừa phải đồ vật cũng không kém chủng loại lại nhiều chúng ta có không ít khách nhân đều nói đi mặt khác tiệm tạp hóa mua mấy thứ đồ vật không phải thiếu cái này chính là thiếu cái kia tới chúng ta này liền không có loại này phiền não, thậm chí có khách nhân nói nguyên bản không nghĩ mua, nhìn đến cửa hàng đồ vật tinh mỹ, đều nhịn không được, kia cũng là Vu đại bá các ngươi làm buôn bán thật sự, Vu Dương Hồng xua xua tay, kia vẫn là ngươi công lao, lúc trước chính là ngươi đề nghị đồ vật muốn hảo muốn đầy đủ hết, lúc này mới có hiện tại cố ký tiệm tạp hóa, Vu kính cũng ở một bên nói, mấy ngày trước đây ta cùng cha còn có gia gia thương lượng, có phải hay không có thể mở rộng cửa hàng quy mô cách vách cửa hàng chủ nhân tính toán cùng người kết phường đi kinh thành buôn bán nhưng còn khuyết điểm tiền vốn nếu là có thể nói chúng ta có thể bàn xuống dưới đem hai gian cửa hàng đã thông lại thêm một cái lấy tiền quầy cũng có thể càng phương tiện chút cố vân đông mắt sáng rực lên nhiều hơn một cái lấy tiền quầy này thật là có loại hiện đại siêu thị cảm giác quen thuộc cách vách cửa hàng muốn bán vô kính gật đầu kia chủ nhân cùng chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm liền trước tới hỏi qua chúng ta nói nếu là giá thích hợp, liền trực tiếp đem cửa hàng bán cho chúng ta. Này cửa hàng dù sao cũng là hắn nhiều năm tâm huyết, cũng không nghĩ bán cho không biết làm cái gì mua bán nhân gia, hắn xem chúng ta tiệm tạp hóa sạch sẽ ngăn nắp, lúc này mới động này tâm tư, nếu không kia chủ nhân một khi đem tin tức truyền ra đi, kia muốn mua cửa hàng người khẳng định nhiều, rốt cuộc nơi này vị trí là thật sự hảo, đặc biệt bọn họ nhà này tiệm tạp hóa khai ở chỗ này sau, kia dùng khách đông như mây đều không quá liên quan chung quanh cửa hàng sinh ý đều hảo đi lên. Bất quá vô kính cũng có ý nghĩ của chính mình, hắn cảm thấy kia chủ nhân là cố ý bán bọn họ một cái hảo. Rốt cuộc cố ký là cố vân đông sản nghiệp, hơi chút hỏi thăm một chút liền biết thân phận của nàng, cách vách chủ nhân muốn đi kinh thành buôn bán, không chừng còn sẽ có cầu đến cố vân đông trên đầu thời điểm, cố tình bán cái hảo. Cố vân đông cân nhắc một lát sau gật gật đầu, hành, việc này các ngươi quyết định, chúng ta ngày mai liền phải rời đi vạn thánh phủ, không bao nhiêu thời gian các ngươi thương lượng nếu là giá cả không sai biệt lắm cửa hàng cũng không có gì vấn đề liền mua đến đây đi vu kính thật mạnh gật đầu chủ nhân yên tâm đi chúng ta sẽ không sằng bậy điểm này cố vân đông vẫn là tin tưởng nàng nâng bước hướng bên trong đi đến cửa hàng khách nhân xác thật rất nhiều bất quá tiểu nhị vẫn là thiếu điểm trừ bỏ trương gia lão đại ở ngoài cửa hàng còn có một cái tiểu nhị phía trước có vu gia người ở có lẽ không như vậy bận rộn nhưng đã xảy ra hôm qua sự tình vu gia ba người hôm nay cũng chưa ở liền có vẻ hai cái tiểu nhị có điểm vội vàng vu đại bá thấy thế chạy nhanh qua đi hỗ trợ lưu lại vu kính cùng cố vân đông nói chuyện nếu muốn mở rộng cửa hàng khi tiểu nhị cũng đến lại chiêu hai cái đặc biệt là ngươi tức phụ hiện giờ mới vừa sinh ngươi cũng muốn nhiều cố trong nhà một chút đừng làm cho nàng lại phát sinh ngày hôm qua như vậy sự tình hôm qua khuyết thị khó sinh vô kính đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi, nghe vậy chạy nhanh gật đầu, ta đã biết, ta sẽ nhiều chú ý, chương 2598 cho bọn hắn trướng tiền công, hiện tại vu gia không thiếu bạc, lúc trước cố vân đông cùng bọn họ nói tốt, này cửa hàng lợi nhuận sẽ cho bọn họ trực tiếp chia làm, tiệm tạp hóa sinh ý hảo, vu gia sinh hoạt cũng hảo rất nhiều, đây cũng là vì cái gì vu dương hồng lạng đào hoa như vậy nhiều nguyên nhân. Nguyên bản vô kính cũng có không ít người làm mai, cũng may hắn cưới tức phụ, loại này hiện tượng liền thiếu. Vu kính là nghĩ cho nàng thê tử tìm cái bà tử chiếu cố, hắn thê tử nhà mẹ đẻ rất là phức tạp, không thích hợp tới chiếu cố nàng ở cử. Bất quá chính là có bà tử, hắn cũng muốn thường xuyên trở về nhìn xem mới được. Vu kính gật đầu, ta quay đầu lại lại tìm kiếm tìm kiếm, một lần nữa chiêu hai cái tiểu nhị trở về, mấy người nói chuyện, bên kia trương gia lão đại quay đầu nhìn đến cố vân đông, lập tức hướng về phía nàng khờ khạo cười hai tiếng, chỉ là thật sự bận rộn hắn liền không lại đây chào hỏi. Cố vân đông nhìn đến hắn tay chân lanh lẹ, thuận miệng hỏi, này tiểu nhị tiền công trướng nhiều ít, này, vu kính dừng lại, hơi hơi lắc lắc đầu. Cố vân đông nhíu mày, trương gia lão đại tại đây đều làm đã nhiều năm, biểu hiện hảo vẫn là muốn trướng điểm tiền công, về sau vẫn là dựa theo niên đại trướng tiền công đi, một năm trướng một lần, một lần cũng không yêu cầu rất nhiều, 200 văn 500 văn liền có thể, bất quá nếu là sinh ý hảo, có thể cấp điểm phúc lợi nếu là ai mang đến đại khách hàng, cùng ngày bán đi đồ vật vượt qua mong muốn, cũng có thể phát điểm tiền thưởng. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta cửa hàng sinh ý hảo, cũng phải nhường bọn tiểu nhị vui vẻ vui vẻ, nhiều ít cấp điểm hy vọng đúng không? Vu kính nghe xong như suy tư gì, một lát sau ngẩng đầu cười nói, chủ nhân, ta hiểu được, hắn trước kia thật đúng là không nghĩ tới trướng tiền công sự tình, thật cũng không phải hắn keo kiệt, thật sự là này phụ cận những cái đó tiểu nhị, làm 4, 5 năm cũng không trướng quá tiền công, những người này chỉ cần có phân việc liền không tồi. Ít nhất, cố gia tiệm tạp hóa ngày lễ ngày Tết đều sẽ phát các loại đồ vật, so sánh mặt khác cửa hàng đã phi thường hào phóng. Nhưng Cố Vân Đông nói đúng, phát đồ vật là một chuyện, trướng tiền công cho người ta hy vọng là mặt khác một chuyện. Trương lão đại gia hiện giờ còn cả gia đình tể ở bên nhau, tuy nói sinh hoạt giàu có, ngày thường ăn uống ăn mặc đều có rất lớn cải thiện, nhưng nơi vẫn là hẹp hòi thực. Trương lão đại hiện tại là ở tại này tiệm tạp hóa hậu viện, ngẫu nhiên về nhà một chuyến, nhưng hắn thê tử hài tử như cũ ở cái kia ngõ nhỏ, lại đây một chuyến muốn thật lâu. Cố vân đông lại ở cửa hàng xoay chuyển, tiệm tạp hóa đã thay đổi rất nhiều. Vu Kính cùng Vu Dương Hồng đều là có ý tưởng người, cửa hàng một ít cấu tạo có thay đổi, xác thật cũng càng thêm phương tiện rộng mở một ít. Nàng nhìn cửa hàng đồ vật, xác thật thực không tồi. Nàng lại nhìn sổ sách, gần nhất một năm, buôn bán ngạch rõ ràng có bay lên xu thế, cố vân đông xem xong, cảm giác thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới cùng vu kính tách ra, chờ đến nàng cùng thiệu thanh viễn ngồi trên xe ngựa rời đi sau, tiệm tạp hóa vừa mới thoáng có một chút nhàn rỗi, trương gia lão đại chạy đến cửa, nguyên bản muốn đánh cái tiếp đón, lại chỉ có thể nhìn đến xe ngựa bóng dáng, hắn hơi hơi thở dài một hơi, ai biết vu kính lại đi đến hắn phía sau, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đối hắn cùng một cái khác tiểu nhị nói, cố chủ nhân vừa rồi nói, xem các ngươi hai cái như vậy nỗ lực làm việc phân thượng, cho các ngươi trướng tiền công. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng về sau nếu là làm tốt lắm, còn sẽ có tiền thưởng, hảo hảo biểu hiện, biết không, trương gia lão đại cùng kia tiểu nhị ngây ngẩn cả người, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, chương 2599 ngày muốn dạy bảo sao, ngay sau đó, hai người trên mặt đột nhiên hiện lên mừng như điên biểu tình, chợt liền hét lên một tiếng, thật sự cho chúng ta trướng tiền công, vu kính đào đào lỗ tai, vô ngữ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đúng vậy, trướng tiền công, liền từ tháng này bắt đầu. Được rồi, chạy nhanh đi làm việc đi, tới khách nhân, vu kính phất phất tay, trương gia lão đại cùng tiểu nhị từ hắn nơi này xác nhận chính mình không nghe lầm, lại thiếu chút nữa muốn thét chói tai ra tiếng, qua một hồi lâu, mới đè nén xuống cơ hồ muốn nhảy ra tới tim đập, kích động đi chiêu đãi khách nhân kia trên mặt biểu tình xưa nay chưa từng có sáng lạng vu kính bật cười lắc đầu đối với dương hồng nói cha bên này trước giao cho ngươi ta đi cách vách cửa hàng nhìn xem nếu là có thể nói hôm nay liền đem cửa hàng nói xuống dưới vãn chút thời điểm ta phải đi tìm cái bà tử mướn một cái tới chiếu cố nương tử ở cử hành ngươi chạy nhanh đi thôi vu kính vội vàng đi vội chính mình sự tình mặt khác một bên cố vân đông cũng đến tân mính cát thiệu thanh viễn còn ngồi ở trên xe ngựa đối nàng nói ta ở bên ngoài chờ ngươi không cần ta xem cửa hàng khách nhân đều đi không sai biệt lắm ngươi cũng tiến vào uống một mụn trà ăn một chút gì đi cố vân đông nhìn cửa hàng bên ngoài dựng thẻ bài thẻ bài thượng viết hôm nay giờ thân đóng cửa không ít khách nhân nhìn đến như vậy thẻ bài hơn phân nữa là sẽ không vào được lúc này tuy rằng còn chưa tới giờ thân nhưng đại đường đã không có khách nhân cố vân đông đi tới thời điểm cửa hàng bọn tiểu nhị động tác nhất trí liền đi phía trước vây lại đây nhưng lại có điểm kính sợ bộ dáng đi rồi vài bước liền ngừng lại có chút thấp thỏm nhìn nàng vẫn là vị kia trước đài cô nương cùng nàng tiếp xúc nhiều một chút lúc này vội vàng tiến lên khẩn trương nói cố chủ nhân chúng ta đều chuẩn bị tốt lúc này khách nhân cũng đều rời đi ngài là muốn dạy bảo sao dạy bảo cố vân đông nàng nhìn quét một vòng phát hiện mọi người đều có chút sợ nàng bộ dáng đặc biệt là ánh mắt không cẩn thận ngắm đến đồng thủy đào thời điểm tay chân cũng không biết hướng nơi nào thả cố vân đông đều muốn đỡ trán không đến mức đi, còn không phải là làm đồng thủy đào đem một cái thị phi bất phân bà tử cấp ném văng ra sao. Nàng rõ ràng nhìn thực thiện lương thực ôn nhu a, à. cố vân đông nhịn không được sờ sờ chính mình mặt, những người khác đều không rõ nguyên do, nhưng thật ra đứng ở bên người nàng thiệu thanh viễn cười, hắn xoa xoa nàng đầu, nói, các ngươi tại đây nói chuyện, ta đi trên lầu chờ ngươi, hắn đại khái có thể đoán được những người này là cái gì tâm tư, cái kia bà tử bị ném ra tới chỉ là thứ nhất, còn có rất lớn một bộ phận, hẳn là đoạn biển thái độ đi. Đoạn biển như vậy một cái tân bính các chủ nhân, ở Cố Vân Đông trước mặt một câu cũng không dám cổ họng. Cố Vân Đông còn dám đem vạn thị cũng làm trò mọi người mặc quăng ra ngoài, hoàn toàn không quan tâm đoạn gia cùng đậu da mặt mũi. Như vậy bưu hãng không lưu tình còn thân phận tôn quý thả nắm giữ các nàng đi lưu người, không khẩn trương thấp thỏm sợ hãi mới kỳ quái. Thiệu Thanh viễn thẳng đi lầu 2, Cố Vân Đông lúc này mới đối trước đài cô nương nói, phiền toái tìm cá nhân, cho hắn thượng hồ nước trà, lấy chút trái cây thức ăn đi lên. Đúng vậy, trước đài cô nương đối với phía sau một vị nữ tiểu nhị đưa mắt ra hiệu, khi nữ tiểu nhị lập tức xoay người rời đi. Cố vân đông theo sau nhìn về phía ở đây mọi người, các ngươi không cần thẩn trương, ta nói tụ một chút tâm sự, cũng không phải chỉ dạy bảo. Bất quá chính là ta không hiểu biết bên này tân mính các tình huống, vừa lúc thừa dịp cơ hội này, có một số việc nói nói rõ ràng mà thôi chương 2600 xử lý kết quả ra tới, mọi người hai mặt nhìn nhau, này chẳng lẽ. Không phải dạy bảo, đối với các nàng tới nói, cùng cái ý tứ A, ai biết cố vân đông tiếp theo câu nói liền nói, các ngươi đem đại đường bàn ghế hợp quy tắc hợp quy tắc, bên kia hai trương bàn dài hợp ở bên nhau, bên cạnh phóng hảo ghế dựa, lại điểm cuối nước trà điểm tâm lại đây, trong phòng bếp trà sữa hẳn là còn có đi, mỗi người trước bàn phóng một ly, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, Tranh thủ ở trời tối phía trước, nên phản ứng vấn đề đều phản ứng hảo, mọi người đều kinh sợ, trên mặt chậm rãi không dám tin tưởng, các nàng còn có thể. Ngồi. Còn có thể uống trà ăn điểm tâm, chẳng lẽ không nên ở trong sơn xếp thành hàng, cúi đầu nghe Cố chủ nhân nói chuyện, phạm sai lầm người quỳ trên mặt đất bị phạt sao? Cố Vân Đông không biết các nàng trong lòng ý tưởng, thấy các nàng đều đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, không khỏi nhíu một chút mi. Những người này phản ứng có phải hay không không quá cơ linh, như vậy thật sự có thể làm tốt tiểu nhị sống sao? Như thế nào còn đứng ở chỗ này? Động lên a à, a à. là là chúng ta này liền đi. Mọi người rốt cuộc phản ứng lại đây, chạy nhanh công việc lưu bù lên. Cố Vân Đông lắc đầu, nhấc chân chạy lên lầu. Thiệu Thanh Viễn liền ngồi ở bên cửa sổ, cầm một quyển thoại bản tử đang xem. Cố Vân Đông có chút ngoài ý muốn, ngươi cư nhiên cũng xem thoại bản tử ngươi nơi này không có y thư, ta cũng chỉ có thể nhìn xem cái này. Còn đừng nói, rất có ý tứ, thiệu thanh viễn cũng khó được có như vậy nhàn hạ thoải mái thời điểm, bên này tầm nhìn không tồi, tuyên hòa phủ cùng kinh thành tân bính các hắn đều đi qua, bất quá từ khai trương sau hắn liền không lại đi qua, cho nên hiếm khi sẽ có cơ hội thưởng thức như vậy phong cảnh, cố vân đông nhìn ngoài cửa sổ, nơi này vị trí không tồi. Ngoài cửa sổ đối diện cư nhiên là một cái hồ, trên mặt hồ còn có thuyền nhỏ, Nhìn liền cảm thấy tâm tình thoải mái Cố vân đông chính mình đều còn không có đem toàn bộ tân mính các chuyển một lần Vừa lúc thừa dịp cơ hội này nơi nơi nhìn xem Lầu hai trang hoàng thực tinh xảo Đại khái là vì lợi dụng cái này thiên nhiên phong cảnh Cho nên nhíp xong cùng đoạn uyển đều hoa tâm tư Cố vân đông nhìn về sau khẽ gật đầu Đối thiệu thanh viễn nói Ta đi dưới lầu những cái đó sương phòng đi dạo Ngươi đâu? Muốn hay không cùng đi, cũng hảo Thiệu thanh viễn do dự một chút quyết đoán buông trong tay thoại bản, đi theo cố vân đông đi xuống lầu, dưới lầu nguyên bản bận bận rộn rộn tiểu nhị thấy thế, vội không ngừng cúi đầu, động tác càng thêm lưu loát, cố vân đông hai người đi dạo một vòng, hậu viện sương phòng trung, cũng có vài gian là lâm hồ, cũng không biết là ai ý tưởng, còn ở trong sương phòng biên thả cần câu, có thể trực tiếp từ cửa sổ bên kia. Câu cá, cố vân đông thử thử, cảm giác có điểm khó khăn, bất quá tới tân mính các phu nhân các tiểu thư đều chỉ là tới tiêu khiển, cầm cần câu câu cá cũng liền đồ cái hiếm lạ mà thôi. Hậu viện chuyển xong rồi, cố vân đông còn rất thích, không hổ là đoạn gia tìm kiếm tới vị trí, so với tuyên hòa phủ bên kia tân mính các, thật là ưu việt quá nhiều. Cố vân đông từ hậu viện ra tới, đại đường bên kia đồ vật đều đã chuẩn bị tốt, sở hữu bọn tiểu nhị đều cung kính đứng ở một bên, liền chờ nàng lại đây. Cố vân đông ho nhẹ một tiếng, mới vừa tính toán nói chuyện, liền nhìn đến đoạn uyển từ cửa vội vàng tiến vào, cố vân đông sửng sốt, kết quả ra tới, đoạn uyển gật đầu, khuôn mặt hơi hơi đỏ lên, xem ra vừa rồi chạy tới có điểm vội vàng, cố vân đông chỉ có thể tạm thời chối từ mở học thời gian, làm bọn tiểu nhị trước nghỉ ngơi một lát, chính mình cùng thiệu thanh viễn tắt cùng đoạn uyển đi hậu viện văn phòng nói chuyện đi, chương trăm linh một vạn thị tỷ muội bị tiễn đi, đoạn uyển ngồi xuống uống ngụm trà, mới nói nói, ta công công làm ta và các ngươi nói, nàng sẽ đưa bà bà về quê, hơn nữa tìm người nhìn nàng, sẽ không làm nàng lại đến nhúng tay chuyện của chúng ta, nói lên cái này, đoạn uyển còn có chút cao hứng. Trên đỉnh đầu này tòa núi lớn không có, nàng cả người đều nhẹ nhàng, kia vạn thị đâu? Cố vân đông hỏi, đoạn uyển nhấp nhấp môi, đem vạn thị đưa về nàng nhà chồng đi, còn có nàng phía trước kiếm những cái đó bạc, toàn bộ đều phải lấy ra tới bồi cấp tân mính cắt tương lai nếu là gặp được bị nàng lừa gạt trở về yêu cầu bồi thường liền còn cấp bị lừa người này trừng phạt nghe không đau không ngứa nhưng là đối với vạn thị tới nói chỉ cần đưa nàng hồi nhà chồng này một cái liền cũng đủ nàng thiên đều sập xuống vạn thị sở gã cao gia không xem như nhiều lợi hại người bất quá chính là trấn trên làm điểm mua bán nhỏ thương hộ vạn gia vốn chính là gia đình bình dân nếu không phải đậu gia tuân thủ hứa hẹn lấy tiểu vạn thị thân phận cũng không có khả năng gả cho đậu tham tướng, cho nên vạn thị nhà chồng vô quyền vô thế, vạn thị vẫn luôn thực hâm mộ ghen ghét tiểu vạn thị sinh hoạt, này tỷ muội hai sở gả người khác nhau như trời với đất cũng liền thôi, cố tình vạn thị gả chồng nhiều năm lại không con, chọc đến nhà chồng phi thường bất mãn, cao gia trực tiếp cho nàng phu quân nạp thiếp, kia thiếp thị cấp cao gia sinh nhi tử, cả nhà kích động, trừ bỏ vạn thị, vạn thị ở nhà chồng địa vị càng thêm xuống dốc không phanh, nếu không phải nàng còn có cái gã vào nhà cao cửa rộng muội muội vì nàng chống lưng vạn thị chỉ sợ sẽ bị cao gia trực tiếp lấy không có con lý do cấp thôi nhưng cho dù không bị hưu nàng nhật tử cũng không hảo quá đặc biệt là tiểu vạn thị bị đậu gia lão thái thái câu ở quê quán nơi nào cũng đi không được càng không giúp được vạn thị chống lưng thời điểm vạn thị nhật tử có thể nói là nước sôi lửa bỏng cũng không quá phu quân lãnh đãi nàng công công làm lơ nàng bà bà biến đổi pháp nhi làm nàng làm này làm kia thiếp thị ngầm tra tấn nàng, con vợ lẽ ỷ vào tuổi còn nhỏ động bất động liền cho nàng ngán chân. Cả nhà không một người sẽ đứng ở nàng bên này, nàng thiếu chút nữa lưu lạc đến cùng hạ nhân cùng nhau ăn cơm giặt quần áo nông nổi, cho đến vạn thị phu quân qua đời, nàng trực tiếp cấp tiểu vạn thị đi một phong thơ, tinh khóc lóc kể lễ chính mình tao ngộ, cầu tiểu vạn thị cứu nàng thoát ly khổ hải, tiểu vạn thị không nói hai lời đem vạn thị cấp tiếp trở về, cao gia đối nàng giận mà không dám nói gì, liền tính vạn thị tuyên bố muốn tái giá, bọn họ cũng chỉ có thể hung tợn nguyền rủa nàng, lại không dám ngăn đón. Hiện giờ nếu là đem vạn thị đưa trở về, hơn nữa nói cho nàng nhà chồng, đậu gia sẽ không lại vì nàng chống lưng, làm cho bọn họ đem chính mình gia người xem trọng. Có thể nghĩ, vạn thị ở cao gia sẽ có cái dạng nào sinh hoạt, còn có nàng trong tay những cái đó bạc, một khi lấy ra tới, nàng đã có thể thật sự không xu dính túi. Nhưng đậu tham tướng một chút tình cảm đều không nói, Hắn vốn là không phải cái nhiều có đồng tình tâm người, này vạn thị còn ở chính mình trong nhà giảo phong giảo vũ, thiếu chút nữa hại chết người, hắn như thế nào sẽ bao dung nàng? Cố vân đông nghe xong, trong lòng có số, nàng không dị nghị, vạn thị cùng tiểu vạn thị chỉ cần không xuất hiện ở vạn khánh phủ là được, về sau, ngươi cũng nhẹ nhàng. Nhớ kỹ, lần sau tái ngộ đến loại sự tình này, ngươi đến nói cho đậu phụ khang hoặc là đậu tham tướng, lại vô dụng, xé rách mặt cũng không có gì đoạn viễn nhấp môi nở nụ cười, ta đã biết, đi thôi, ngươi tới vừa lúc, chúng ta thật muốn thảo luận một chút về tân mính các kế tiếp phải đi phương hướng. Một khối nghe một chút, cố vân đông đẩy đoạn viễn đi ra ngoài, hai người một khối đi tới đại đường, thiệu thanh viễn tắt lên lầu 2, chương 2602 cố vân đông mở họp, nhìn thấy đại đường đứng chỉ lan cùng tuệ lan hai người khi, cố vân đông hơi hơi sửng sốt, xoay đầu nhìn đoạn viễn liếc mắt một cái. Đoạn Uyển có chút ngượng ngùng, các giọng nói ngươi nói đúng các nàng hai cái đi theo ta bên người mới là đối với các nàng tốt nhất an bài gả cho người lại như thế nào các nàng đối ta giống nhau vẫn là trung thành và tận tâm cũng là thông qua hôm nay chuyện này đoạn uyển mới biết được nguyên lai like này hai cái nha đầu vẫn luôn đều có âm thầm chú ý chính mình sợ nàng xảy ra chuyện cố vân đông nghe vậy cười cười hơi hơi gật gật đầu không nói thêm cái gì nàng mang theo đoạn uyển đi đến đại đường trung gian kia trương khâu lên bàn lớn tử trước đối với bên cạnh thấp thỏm khẩn trương bọn tiểu nhị nói, được rồi, đều đừng ngốc đứng, ngồi đi, coi như bình thường nói chuyện phiếm mà thôi, mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, có chút do dự, vẫn là vị kia trước đài cô nương dẫn đầu tiến lên, ở cố vân đông cùng đoạn uyển xuống tay chỗ ngồi xuống, những người khác lúc này mới lục tục tìm vị trí, tay chân căng chặt dựa gần ghế bên cạnh ngồi, cố vân đông nhìn quét một vòng, cười nói, ta đâu, trước làm tự giới thiệu ta kêu cố vân đông, cũng là tân mính các chủ nhân chi nhất, mặt khác hai vị chủ nhân, một cái là đoạn uyển, một cái là nhiếp song, nói vậy các ngươi đều nhận thức. Về tân mính các, ta không biết các ngươi hiểu biết nhiều ít, ta liền trước nói nói tình huống, trước mắt toàn bộ đại tấn triều tân mính các có bốn gia, đệ nhất gia khai ở tuyên hòa phủ. Hiện giờ phụ trách tọa trấn chủ nhân là tuyên hòa phủ tri phủ phu nhân đái phu nhân, đệ nhị gia cùng đệ tam gia đều khai ở Kinh Thành, phụ trách chủ nhân là lại bộ thượng thư tần đại nhân phu nhân. Đệ tứ gia, chính là nơi này, phụ trách chủ nhân là đoạn uyển, tham tướng phủ thiếu phu nhân, cố vân đông vừa dứt lời, ở đây người đều mở to hai mắt nhìn. Các nàng đương nhiên biết tân mính các phân biệt có mấy nhà cửa hàng, vị trí lại ở nơi nào. Nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe nói phụ trách chủ nhân thân phận đều như vậy, như vậy. Dạ người, đoạn uyển cũng liền thôi, khả năng cho tới nay ở chung đều tương đối hiền lành, hơn nữa nàng nhà chồng tuy rằng là tham tướng phủ, nhưng nàng là đậu tham tướng con dâu. Mặt khác hai vị chủ nhân liền không giống nhau, tri phủ phu nhân, thượng thư phu nhân, này ở các nàng địa phương lực ảnh hưởng, kia cũng quá lớn. Mặt danh, ở đây bọn tiểu nhị trừ bỏ kinh hách ở ngoài, còn ẩn ẩn dâng lên một loại kiêu ngạo tự hào cảm xúc. Nghe một chút, các nàng nơi tân mính các tầng này thứ liền không giống nhau, so với giống nhau cửa hàng, địa vị chính là đến không được hơn nữa cố chủ nhân vẫn là một vị quận chúa nghe nói quận chúa phu quân đến từ thần y thế gia các nàng bối cảnh nhưng quá thâm hậu cố vân đông lặng im một cái chớp mắt bưng chén trà uống một ngụm trà hoa ngọc lành tư vị truyền khắp khoan miệng nàng mới cười nói tân bính các tình huống như vậy các ngươi biết ý nghĩa cái gì sao mọi người sửng sốt kích động tâm tình chậm rãi bình tĩnh trở lại các nàng không quá minh bạch cố vân đông vấn đề ý nghĩa cái gì hảo sau một lúc lâu mới có người kết hợp hôm nay phát sinh sự tình, nhỏ giọng nói, ý nghĩa, ý nghĩa tân bính các bối cảnh phức tạp, không thể bị người khác lợi dụng, cố vân đông khẽ gật đầu, những người khác thấy thế, cũng đánh bạo mở miệng, ý nghĩa tân mính các có thực lực, ý nghĩa tân bính các về sau sẽ càng ngày càng rực rỡ, mọi người ngươi một lời ta một lời phát biểu ý kiến, cố vân đông đều an tĩnh nghe, thường thường gật gật đầu, lại không mở miệng, dần dần, đại gia nói không sai biệt lắm, Toàn bộ đại đường đều an tĩnh xuống dưới. Chương 2603 Cố Vân Đông tẩy não. Cố Vân Đông mới hỏi nói, "Còn có sao?" "Còn có." Vị kia trước đại cô nương hơi hơi buông xuống đầu, đôi tay đặt ở trên bàn lẫn nhau kéo chặt, có chút bất an xoắn đến xoắn đi, nhưng nói ra nói lại thanh thúy kiên định, "Còn ý nghĩa chúng ta hiện giờ ở chỗ này làm việc, không chỉ là nhiều một phần việc một phần tiền công có thể quá thượng hảo nhật tử, càng quan trọng là có một phần cường mà hữu lực chỗ dựa." lấy tân mính các bối cảnh cùng cường thế ai lại dám khi dễ đến trên đầu chúng ta tới đâu lời này vừa nói ra cố vân đông tươi cười tức khắc liền sáng lạng lên ở đây mọi người đều không khỏi rùng mình rộng mở nhìn về phía kia trước đài cô nương khi cô nương sau khi nói xong ngẩng đầu sắc mặt còn có chút hồng nàng cắn cánh môi khắc chế thân mình khẩn trương run rẩy nhìn về phía cố vân đông chủ chủ nhân ta nói nói rất đúng sao đúng vậy phi thường đối Nàng liền chờ nàng những lời này, trước đài cô nương thở ra một hơi, nở nụ cười, những người khác càng là vẻ mặt thể hồ quán đỉnh biểu tình, đúng vậy, này nhưng không đơn giản là một phần lại lấy sinh tồn việc, vẫn là các nàng tự tin a, à. Cố Vân Đông, Tân Mính các không ngừng là chúng ta vài vị chủ nhân sinh ý, cùng các ngươi đồng dạng cùng một nhịp thở, tính lên, các ngươi cũng là cùng Tân Mính các vinh nhục cùng nhau, cho nên Tân Mính các thanh danh rất quan trọng lần này tuy nói là vạn khánh phủ tân mính các tổn hại vinh dự, nhưng đối với sở hữu tân mính các ảnh hưởng lại là thập phần sâu xa thả hậu hoạn vô cùng. Bởi vậy, vạn thị sự kiện, ta hy vọng dừng ở đây, sẽ không lại có tiếp theo, mọi người sửng sốt, trên mặt hiện lên hổ thẹn, một hồi lâu mới có người thấp giọng trả lời, minh, minh bạch, đúng rồi, tân mính các thanh danh không thể hỏng rồi. Các nàng liền tính không vì tân mính các suy nghĩ, cũng đến vì chính mình ngẫm lại trước kia các nàng tưởng không rõ mấy vấn đề này, hiện tại, lại có phi thường trực quan cảm thụ, các nàng muốn giữ gìn, không ngừng là tân mính các, vẫn là các nàng chính mình. Một bên đoạn uyển nhìn về phía cố vân đông ánh mắt càng thêm sùng bái, cố tỷ tỷ không hổ là cố tỷ tỷ, nói mấy câu khiến cho những người này tâm thái đã xảy ra thay đổi, không hề chỉ là trở thành một cái người ngoài cuộc giống nhau không sao cả. Cố vân đông lại liếc nàng liếc mắt một cái, ánh mắt vẫn là trước sau như một ghét bỏ đoạn viễn sờ sờ cái mũi, nàng cũng không nghĩ, này không phải. Không quá thông minh sao, cố vân đông thu hồi tầm mắt, tiếp tục nói, các ngươi minh bạch liền hảo, lần sau tái ngộ đến chuyện như vậy, ta hy vọng các ngươi có thể đồng tâm hiệp lực cùng giải quyết, vạn thị về sau sẽ không tái xuất hiện ở tân mính cát, chuyện của nàng hạ màng, sau này đương cái cảnh giác tác dụng liền hảo, lại nói tiếp, ta còn không quen biết các ngươi. Ta vừa rồi đã làm tự giới thiệu, hiện tại đến phiên các ngươi, nói nói xem chính mình tên gọi là gì, bao lớn rồi, chủ yếu phụ trách tân mính các nào bộ phận việc, lời này vừa ra, mọi người lại khẩn trương lên, cố vân đông liền trực tiếp điểm bên người trước đài cô nương, người trước đến đây đi, đúng vậy, kia cô nương dừng một chút, đứng lên nói, ta kêu kim giao, năm nay 15 tuổi, trước mắt đứng ở sau quầy chiêu đãi khách nhân, kim giao, nha đầu này nhưng thật ra cái thông tuệ, cố vân đông một bên nghe một bên âm thầm vài cái, chờ nàng giới thiệu xong rồi, mặt sau nhân tài lục tục bắt đầu, cố vân đông đối trong đó vài người ấn tượng vẫn là tương đối khắc sâu. Chờ đến một vòng luân xong rồi, cố vân đông mới nói nói, hảo, hiện giờ cũng coi như là lần đầu nhận thức một chút, ta đâu, cũng là lần đầu tiên tới vạn khánh phủ bên này tân mính cát, đối này không quá hiểu biết, ai có thể cho ta giới thiệu một chút nơi này đặc sắc, chương 2604 hàng không một vị trưởng quầy. Cố vân đông cùng các nàng hàng huyên rất nhiều, có thể là nàng thật sự quá mức bình dị gần gũi, mọi người dần dần buông ra, một năm một mười nói lên này đó thời gian tân mính các phát sinh sự tình, cố vân đông nghe, cũng chậm rãi đối vạn khánh phủ cách cục có nhất định hiểu biết. Đối diện trước đám công nhân này tính cách cùng sở trường cũng có một ít hiểu biết, nàng trong lòng nhiều ít có số, cũng minh bạch vạn khánh phủ bên này tân bính các nhân viên, vẫn là khuyết thiếu một ít huấn luyện cùng kinh nghiệm, so với mặt khác hai phủ, hơi chút kém một chút, nàng nghĩ nghĩ, quay quá đầu tiến đến đoạn uyển bên tai thấp giọng nói vài câu đoạn uyển nghe vậy vội không ngừng dùng sức gật đầu hảo đương nhiên hảo cố vân đông liền nàng xoa xoa thái dương những người khác tắt tò mò nhìn nàng không biết hai vị chủ nhân nói gì đó theo sát các nàng liền nghe được cố vân đông mở miệng tân mính các hiện tại còn không có trưởng quầy ta tính toán từ kinh thành bên kia điều cá nhân lại đây người này là trong cung ra tới ma ma hạ ma ma nguyên bản chính là kinh thành tân mính các trưởng quầy kinh nghiệm phong phú, cũng am hiểu cùng người câu thông giao lưu, là cái có thủ đoạn có quyết đoán người, hạ ma ma. Trong cung ra tới ma ma, mọi người tức khắc có chút thấp thỏm, cố vân đông nói tiếp, bất quá các ngươi yên tâm, hạ ma ma sẽ không lâu ngốc, nàng gia ở kinh thành, nàng tới bên này, sẽ dạy dỗ các ngươi bồi dưỡng các ngươi, đến lúc đó, cũng sẽ từ các ngươi giữa tuyển ra một vị đảm đương nơi này trưởng quầy. Lúc trước vạn thánh phủ tân mính các khai trương thời điểm, bởi vì không có chọn người thích hợp, trưởng quầy vị trí liền không. Dù sao đoạn quyển mỗi ngày đều tới tân bính các tọa trấn, liền từ nàng tới kiêm nhiệm trưởng quầy, chờ đã có thích hợp lại thay. Mọi người vừa nghe trưởng quầy tương lai sẽ từ các nàng trung gian tuyển, một đám đều kích động đôi mắt tỏa sáng, ngón tay phát khẩn, cố vân đông nhìn quét một vòng, nàng trong lòng kỳ thật rất coi trọng kim giao. Bất quá cụ thể như thế nào, còn phải đợi hạ ma ma lại đây dạy dỗ lúc sau, từ nàng quyết định ta hy vọng các ngươi có thể hảo hảo biểu hiện, ở chỗ này, chỉ cần có bản lĩnh có năng lực, đều có thể hướng lên trên bò. Kinh thành hai nhà tân bính các trưởng quầy, chính là từ tiểu nhị bắt đầu làm khởi, bất quá đã hơn một năm thời gian, hiện tại đều thành trưởng quầy, các nàng một cái trầm ổn, một cái nhạy bén. Đều là trải qua hạ ma ma dạy dỗ ra tới, hy vọng các ngươi cũng có thể đi theo hạ ma ma hảo hảo học, tương lai tiền đồ như gấm, mọi người càng thêm kích động, kinh thành kia hai nhà trưởng quầy, ban đầu thế nhưng cùng các nàng giống nhau, một năm thời gian, một năm thời gian liền thành trưởng quầy, kia đến nhiều lợi hại a, à. giờ này khắc này, các nàng đối với hạ ma ma đã đến, từ ban đầu thấp thỏm bất an biến thành gấp không chờ nổi. cố vân đông lại biểu tình nghiêm túc vài phần, bất quá ta trước đó nói rõ một chút, ta nói bản lĩnh cũng không phải là cái gì âm mưu quỷ kế ám toán người khác, nếu ai dùng đê tiện thủ đoạn hại người khác đạt tới mục đích của chính mình, người như vậy ta là dung không dưới các ngươi có thể nhiều biểu hiện có thể đề ý kiến, thậm chí có bất đồng ý tưởng đều có thể nói, nhưng không thể dùng bị ổi thủ đoạn, minh bạch sao, minh bạch. Ở đây mọi người hít sâu một hơi, trả lời chém đinh chặt sắt, cố vân đông vừa lòng, thực hảo, hy vọng lần sau ta tái kiến các ngươi, các ngươi diện mạo có thể rực rỡ hẳn lên, nàng nói xong, lại uống một ngụm trà, ngay sau đó liền đứng dậy, thời gian không còn sớm. Uống xong trà sữa ăn một chút gì sau liền trở về đi, này đó đồ ăn không cần lãng phí, là, chủ nhân. Mọi người vội không ngừng đồng ý, chương 2605 khởi hành rời đi, cố vân đông cầm một viên quả cam, liền xoay người hướng lầu 2 đi đến tìm thiệu thanh viễn, đoạn viễn còn đi theo bên người nàng, cố vân đông vừa đi vừa cùng nàng nói, hạ ma ma lại đây, ngươi cũng đi theo bên người nàng nhiều học học, đặc biệt là tự tin thứ này, còn có gặp được người nào nói cái gì lời nói, không cần phóng thấp chính mình vị trí. Hạ Ma Ma ở trong cung nhiều năm, này đó quy cũ nhất hiểu biết. Đoạn Uyển trước kia sinh hoạt hoàn cảnh đơn giản, Đoạn Kim đem nàng bảo hộ thực hảo, cũng chính là bởi vì thật tốt quá, dưỡng thành nàng hiện tại đối rất nhiều nhân tế kết giao có sai lầm nhận tri. Tỷ như hiếu thuận bà bà, đó là hẳn là, nhưng không thể không hạn cuối dung túng. Lần này Hạ Ma Ma tới vừa lúc, có thể giáo nàng một ít làm người xử thế đạo lý, còn có gã chồng lúc sau cùng nhà chồng ở chung chi đạo. Đoạn viễn dùng sức gật đầu ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo học, hai người đi đến cửa thang lầu, vừa lúc nhìn đến thiệu thanh viễn xuống dưới, trong tay hắn bưng một cái khay, là vừa mới ăn đồ vật. Đoạn viễn phía sau chỉ lan chạy nhanh tiến lên, tiếp nhận cái kia khay phóng tới quầy bên kia đi, thiệu thanh viễn dắt thượng cố vân đông tay, hỏi, nói xong, ân, chúng ta trở về đi. Hai người liền ném xuống đoạn uyển trực tiếp rời đi tân mính cát, đoạn uyển, nàng còn có thật nhiều lời nói tưởng cùng cố tỷ tỷ nói đi, bọn họ ngày mai muốn đi, chính mình cũng chưa cơ hội, chính là lúc này thời gian đã muộn, nàng cũng không dễ đối phó Cố Vân Đông. Đoạn Uyển thở dài một hơi, đứng ở tân mính các đối với mọi người nói, các ngươi thu thập hảo sau liền giữ cửa khóa lại rời đi đi, hôm nay đóng cửa sớm, chuẩn bị thức ăn hẳn là còn lưu lại không ít, các ngươi đều mang về cấp người trong nhà ăn đi, tốt, chủ nhân. Mọi người hưng phấn không thôi, động tác càng thêm nhanh nhẹn. Cố vân đông cùng thiệu thanh viễn một lần nữa về tới liễu phủ, vu kính cũng đã trở lại, hắn thê nhi còn ở nơi này không nên di động, cho nên dứt khoát lại đây bồi. Vu đại gia cùng vu dương hồng nhưng thật ra trở về nhà, ngày mai sáng sớm lại qua đây. Thiệu thanh viễn cấp khuyết thị cùng hài tử bắt mạch, lại dò hỏi ba ngày thủ tại chỗ này trịnh tuyền thủy cùng cao tử, biết hết thảy bình thường, cũng không có lặp lại sao, cũng coi như yên tâm. Hắn cấp vu kính viết một ít những việc cần chú ý, cũng để lại dược. Còn lưu lại một phong thơ, làm hắn có chuyện gì cứ việc đi Huệ Dân Y quán đó là. Vu Kính tuy rằng cũng lo lắng thê nhi mặt sau bệnh tình sẽ lặp lại, nhưng hắn biết Thiệu Thanh Viễn lần này là đi Tây Nam tiền nhiệm, không tốt ở bên này nhiều làm dừng lại, bởi vậy hắn chỉ là cảm tạ lại cảm tạ, đem mấy thứ đồ vật đều thu hảo, liền cầu chúc bọn họ thuận buồm xuôi gió. Sáng sớm hôm sau, Cố Vân đông đoàn người liền thu thập đồ vật chuẩn bị xuất phát, Vu gia Tam khẩu đều lại đây đưa bọn họ liên quan đưa đến cửa thành. Đoạn viễn cũng tới, đậu tham tướng công việc bận rộn, đảo cũng phái bên người phó tướng lại đây, còn tặng bọn họ một phần lễ. Đoạn viễn luyến tiếc cố vân đông, đặc biệt là nhìn thấy trì trì, phá lệ hiếm lạ hắn, ông sẽ không chịu buông tay. Trì trì cảm giác chính mình đại khái muốn trong sạch khó giữ được, dãy dụa vài cái sau đáng thương hề hề nhìn cố vân đông, nương, cứu, cứu, đoạn viễn ngạc nhiên không thôi, hắn đã sẽ kêu cửu cửu A. Tới, trì trì, kêu gì, kêu đoạn gì, cố vân đông, nàng có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ nàng bả vai, hảo, trở về đi, hạ ma ma quá đoạn thời gian liền đến. Mấy ngày nay, chính ngươi nhiều chú ý điểm, đặc biệt là ngươi cái kia đại tẩu, chờ ngươi ca đã trở lại, nhớ rõ muốn cùng hắn nói rõ ràng, đừng sự tình gì đều cất giấu, biết không, chương 2606 trịnh tuyền thủy cao tử có tiền, đoạn viễn dùng sức gật đầu, cố vân đông công đạo xong nàng sau, liền trực tiếp lên xe ngựa. Trịnh Tuyền Thủy cùng Cao Tử cũng lên xe ngựa, lần này bọn họ cuối cùng không cần vì lộ phí mặt của mày e. Vu gia ba người biết bọn họ sự tình sau, một hai phải cho bọn hắn bạc, làm cho bọn họ làm này một đường quá khứ lộ phí. Nói đến cùng, Trịnh Tuyền Thủy hai người là bọn họ vu gia ân nhân. Nếu không phải bọn họ hai cái từ lúc bắt đầu coi như cơ quyết đoán cấp khuyết thị cấp cứu, khuyết thị căn bản là kiên trì không đến thiệu thanh viễn trước mặt, liền tính tới rồi, đại khái cũng chỉ có thể giữ được đại nhân có đôi khi cứu mạng thời gian khả năng liền kém như vậy một chút cho nên đối với vu gia người tới nói thiệu thanh viễn cứu khuyết thị mẫu tử mệnh trịnh tuyền thủy cùng cao tử cũng đồng dạng cũng là kia ân nhân cứu mạng hiện giờ yêu cầu trợ giúp bọn họ tự nhiên to lớn tương trợ vu gia hiện tại sinh hoạt giàu có đương nhiên cho dù không giàu có bọn họ liền tính cấp ra toàn bộ thân gia cũng là nguyện ý đối này thiệu thanh viễn cũng không có ý kiến này xác thật là trịnh tuyền thủy bọn họ bằng chính mình bản lĩnh tránh tới hắn không có gì hảo cản vì thế lần này bọn họ lại khởi hành trịnh tuyền thủy cùng cao tử đều thở dài nhẹ nhõm một hơi cuối cùng không cần lại ăn cỏ ăn trấu cũng không cần lo lắng tiền dùng đến một nửa liền không có muốn biểu lộ đầu đường lẫn nhau cáo biệt sau đoàn người liền chuẩn bị xuất phát ai biết đúng lúc này cửa thành đột nhiên vội vàng chạy tới một người vị kia phó tướng kinh ngạc nhìn về phía hắn tiểu giang ngươi như thế nào lại đây Tiểu Giang là đậu tham tướng bên người Tiểu Binh, vẫn luôn đi theo hắn bên người làm việc. Lúc này lại cảnh tượng vội vàng, nhìn phản phất có cái gì chuyện quan trọng giống nhau. Tiểu Giang đối với kia phó tướng hành lễ, ngay sau đó đi đến Thiệu Thanh Viễn trước mặt, ông quyền nói: "Thiệu đại nhân, chúng ta đại nhân phái thuộc hạ lại đây, là có một chuyện muốn trước tiên thông báo Thiệu đại nhân một tiếng." Thiệu Thanh Viễn hướng bên cạnh đi rồi vài bước, bên này nói, Tiểu Giang gật gật đầu, theo qua đi, xác thật tả hữu cũng chưa người mới nhỏ giọng nói đại nhân nói mới vừa rồi vạn thị công đạo lần này nàng sẽ ở tân mính các hành lừa kỳ thật là tin vào người khác mê hoặc có người cấp vạn thị đề nghị nói này pháp có thể làm nàng nhiều có bạc bàn thân tương lai liền tính đậu gia không đáng tin cậy cũng không đến mức lưu lạc đầu đường hoặc là một lần nữa trở lại nhà chồng chịu tội ngay cả kia hai loại thuốc viên phương thuốc cũng là người nọ cung cấp thiệu thanh viễn nhíu mày biết là ai sao tiểu giang lắc đầu không biết chỉ biết là vị phụ nhân tự xưng cùng vạn thị là đồng hương chúng ta được đến tin tức sau lập tức đi tìm người này nhưng hơn nửa tháng trước người này liền đã không thấy bóng dáng nàng trụ cái kia phòng ở cũng là thuê tới hướng nơi nào chạy hàng xóm cũng không chú ý dừng một chút tiểu giang lại nói bất quá đại nhân nói người này cung cấp phương thuốc lại nhằm vào tân bính cát hẳn là cái hiểu y thiệu đại nhân nhưng cân nhắc cân nhắc trong lòng hay không có người được chọn chúng ta đại nhân nói hắn sẽ tiếp tục phái người đi trước vạn thị quê quán, tìm kiếm vị kia đồng hương tung tích, đến lúc đó có manh mối, liền cấp đại nhân ngài đi tin. Thiệu Thanh Viễn lập tức liền nghĩ tới bạch chi ngôn trên người, hắn hơi hơi nheo lại mắt, đối với tiểu giang chắp tay, thay ta cảm tạ đậu tham tướng, việc này liền làm phiền hắn, thiệu đại nhân khách khí. Tiểu giang cười nói, kia thuộc hạ liền không trì hoãn đại nhân khởi hành, đại nhân thuận buồm xuôi gió, cáo từ, thiệu thanh viễn thu liễm một chút trên mặt biểu tình, liền xoay người về tới xe ngựa bên cạnh, cùng Cố Vân Đông nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó đối Thiệu Văn nói, "Xuất phát." Xe ngựa lộc cộc lộc cộc đi phía trước chạy tới, dần dần khoảng cách vạn Khánh phủ càng ngày càng xa. Chương 2607 về nhà. Này một đường bởi vì ngồi xe ngựa, so với ngồi thuyền tới nói tốc độ chậm không ít. Hiện giờ đã là hai tháng phân, Cố Đại Giang tham gia thi hội, cũng không sai biệt lắm chính là mấy ngày nay bộ dáng. Lại nói tiếp, Cố Đại Giang thi đậu tú tài sau kế tiếp mấy tràng quan trọng khảo thí, cố vân đông đều bỏ lỡ, nàng là có chút tiếc nuối, lần tới vân thư khảo thí, không biết có hay không cơ hội nhìn đến, mang theo này phân lo lắng, đoàn người dần dần về tới tuyên hòa phủ, nhìn tuyên hòa phủ cao lớn uy nghiêm cửa thành, cố vân đông rốt cuộc thở ra một hơi, thời gian quá đến thật mau, đều mau hai năm không đã trở lại. Nàng vẫn là năm kia tháng năm phân liễu duy cùng nhiếp xong thành thân lúc sau rời đi, nguyên bản chỉ là nghỉ bồi cha mẹ đi nhận thân, vấn an ông ngoại bà ngoại không nghĩ tới theo sát lại đi lâm tầm đảo về tới linh châu phủ vạch trần đại phu nhân âm mưu sau lại lại ở hồi kinh trên đường phát hiện có thai hiện giờ trì trì đều mãn một tuổi nhìn quen thuộc tường thành mặt danh liền có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác trịnh tuyền thủy cùng cao tử đây là lần đầu tiên tới tuyên hòa phủ lúc này đều có chút hưng phấn đây là sư phụ sư nương quê nhà a nhìn liền thân thiết ngay cả một đường đều thực trầm mặc thái việt đều nhịn không được nhô đầu ra, nhìn người đến người đi phố cảnh, tâm tình đột nhiên liền không như vậy hậm hực. Nơi này không có người nhận thức hắn, không biết thân phận của hắn, cũng không biết hắn ở kinh thành phát sinh những cái đó sự, làm hắn có một loại chợt thả lỏng cảm giác, phản phất trên vai gánh nặng lập tức liền nhẹ rất nhiều. Điển Nguyên Trí tiến đến hắn bên người, thấy thế cười nói, thế nào? Ta không lừa ngươi đi, tuyên hòa phủ cũng thực phồn hoa, tuy rằng so ra kém kinh thành, nhưng nơi này cũng có khác một phen tư vị. Ta phía trước cũng đi qua mấy cái phủ thành, vẫn là cảm giác tuyên hòa phủ là nhất nghi cư thành trấn. Thái việc chậm rãi gật đầu một cái, xác thật, thực hảo, trên đường người đi đường đều mang theo nhiệt tình sáng lạng cười, bước chân không có như vậy vội vội vàng vàng, là cái yêu cầu lẳng lặng hưởng thụ địa phương, đi thôi. Thiệu Thanh Viễn điên điên trong lòng ngực trì trì, tiểu gia hỏa nháy mê mang mắt to, hưng phấn đến không được, đoàn người trực tiếp đi trước tiểu nhị tiếng, tính toán trước tu chỉnh một ngày lại làm chuyện khác. Bất quá xe ngựa tiến lên đến một nửa thời điểm, cố đại phượng liền nhịn không được, vân đông thanh viễn, ta cùng nguyên trí liền không đi tiểu nhị tiếng, ta đi cửa hàng xem hắn cha đi, cũng không biết trong nhà đều bị hắn họa họa thành cái dạng gì, hành, đại cô các ngươi về trước đi, ngày khác chúng ta lại đi nhìn xem dượng, cố đại phượng liền cùng biển nguyên trí giá xe ngựa đi trước cửa hàng bên kia, bọn họ còn mang theo một con ngựa xe đồ vật đâu. Cố vân đông mấy người tắt trở về tiểu nhị tiếng, nguyên bản liền ở trong nhà giữ nhà Lữ Thắng một nhà lập tức kích động bận việc lên. Lữ Thắng một nhà bốn người là sớm nhất tới tiểu nhị tiếng hạ nhân, Lữ Hồng Tú hầu hạ Dương Liễu, hiện giờ đi theo đi kinh thành. Gần nhất Dương Liễu tự cấp nàng tìm kiếm nhân gia, Lữ Hồng Tú cùng Thủy Đào không sai biệt lắm đại, cũng không sai biệt lắm nên cho nàng tìm cái nhà chồng. Lữ Thắng cùng ngư thẩm cùng với Lữ Hồng xảo nhưng thật ra còn lưu lại nơi này, bất quá tương lai chờ cố đại gian khảo trúng công danh, hẳn là sẽ đem bọn họ toàn gia mang qua đi, này tiểu nhị tiến tạm thời sợ là muốn không, bên này sân mỗi ngày đều sẽ thu thập, đặc biệt lữ gia người cũng được đến bọn họ gần nhất sẽ trở về tin tức, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đem nhà ở thu thập hai bên, vừa vào cửa liền cảm giác thanh thanh sẵn sẵn, ngư thẩm trù nghệ càng thêm hảo, đoàn người ăn uống no đủ liền trực tiếp nghỉ ngơi. Chương 2608 Dương ông ngoại bà ngoại, ngày hôm sau, cố vân đông một nhà ba người sáng sớm liền dậy nguyên bản muốn đi xem đại cô bọn họ ai biết còn không có ra cửa dương lão gia tử hai vợ chồng liền tới đây bọn họ hiện giờ trụ phòng ở cùng cố đại cô ở cùng con phố thượng nhìn đến cố đại phượng trở về tự nhiên cũng sẽ biết vân đông người một nhà vào thành đột nhiên nhìn đến ông ngoại bà ngoại cố vân đông còn sửng sốt một chút dương gia hai lão khẩu cùng hai năm trước so sánh với thế nhưng nhìn tuổi trẻ một ít bất quá ngẫm lại cũng đúng bọn họ nguyên bản ở quê quán không nói ăn được mặt tốt liền dương văn lễ kia sốt ruột ba ngày hai đầu đi cho bọn hắn thêm phiền toái cũng đủ hai lão sầu lo nôn nóng ngủ không yên hiện tại bọn họ ở tại tuyên hòa phủ bên người có hiếu thuận đại tôn tử lại cùng thất lạc nhiều năm nữ nhi đoàn tụ nhật tử là càng qua càng thư thái tự nhiên tâm khoan thể béo người cũng tinh thần dương bà ngoại liếc mắt một cái liền thấy được tay nhỏ chống ghế dựa ở bên kia hự hữ hự đi tới đi lui tiểu trì trì hai mắt đều sáng đi lên liền đem tiểu gia hỏa ôm lên, đây là trì trì đi, ai u, cụ bà ôm một cái, lớn lên cũng thật hảo, lại xinh đẹp lại cơ linh, tay chân cũng hữu lực, cố vân đông cười qua đi hư hư đỡ, sợ bà ngoại tuổi lớn ông không được này tiểu béo đôn, một bên dương ông ngoại cũng kích động muốn duỗi tay lại đây, nhưng nhìn phấn điêu ngọc trắc tiểu oa nhi, lại sợ chính mình thô tay thô chân đem hài tử cấp dọa tới rồi, chỉ có thể đứng ở trước mặt đầu hắn. Trì trì là cái không sợ người lạ, hơn nữa có cha mẹ tại bên người hắn lập tức ha 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 nở nụ cười ông dương bà ngoại cổ kêu quá 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 chính là không kêu ra cái bà tự bất quá đối với hai lão tới nói này cũng thỏa mãn cố vân đông chưa thấy được dương hạt còn có điểm kỳ quái biểu ca là đi thư viện sao không phải hắn về quê dương ông ngoại nói này không phải tháng trước chính là huyện thử sao hắn nói năm nay rất có nắm chắc liền trở về thử xem hiện tại tin tức còn không có truyền đến, cũng không biết trung không trung. Nếu là thi đậu, tháng này còn phải tham gia phủ thí đâu, cố vân đông mắt sáng rực lên, dương hạt là từ nhỏ liền bắt đầu đọc sách, chỉ là bởi vì trong nhà bác nháo sự tình rất nhiều. Hơn nữa địa phương tri huyện cùng dương gia có thù oán, cho nên vẫn luôn không tham gia huyện thí. Nguyên bản cho rằng đời này khả năng không có cơ hội thi đậu công danh, không nghĩ tới cùng cố vân đông một nhà đoàn tụ, chẳng những đem dương gia người nhận được tuyên hòa phủ, còn đem địa phương tri huyện cấp phá đổ. Hiện tại tân tri huyện tiền nhiệm, Dương Hạc trở về tham gia huyện thí đã không có gì vấn đề, hơn nữa hắn ở bên này thanh thản ổn định đọc hai năm thư, củng cố cơ sở, nghĩ đến thi đậu tú tài cũng không phải việc khó. Dương ông ngoại nguyên bản tưởng đi theo hắn đi, lẫn nhau cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau, nhưng Dương Hạc không đồng ý, Dương ông ngoại rốt cuộc tuổi lớn, như vậy chạy tới chạy lui cũng quá lăn lộn, đối hắn cũng không tốt còn hảo năm trước năm trung thời điểm bọn họ mua cái thư đồng có thư đồng bồi ở dương hạt bên người hai lão cũng có thể yên tâm một chút lúc trước mới vừa tuyên hòa phủ thời điểm dương ông ngoại liền dùng trong tay chỉ có bạc ở trong thành khai gia cửa hàng làm điểm mua bán nhỏ hắn trước kia nói như thế nào cũng là có được hơn phân nửa huyện thành gia sản đại địa chủ tại đây tuyên hòa phủ không ai cho hắn ngán chân kéo chân sau muốn làm mua bán vẫn là thực dễ dàng cũng liền một năm thời gian nguyên bản thuê xuống dưới cửa hàng, hắn hiện tại đã có năng lực mua tới. Phía trước dương liễu còn tưởng đem kia gia hoa phô cấp hai lão khẩu, chỉ là hai người cũng chưa đồng ý, cũng may hoa phô liền ở đại dượng cửa hàng bên cạnh, hắn cũng có thể chiếu cố. Chương 2609 Thiệu Lan Thuần cùng Dương Hạc sinh tình, cố vân đông từ hai người trong miệng hiểu biết mấy năm nay tới tình huống, biết bọn họ hết thảy đều hảo, cũng liền an tâm rồi. Bên này nói chuyện, bên kia Lữ Thắng liền lại đây nói, hầu phủ nhị phu nhân cùng tam cô nương tới. Bọn họ hai cái hiện giờ ở tại Bạch Phủ, phía trước Bạch Hàng cùng Thiệu Âm vì Thiệu Thanh Viễn mua phủ đệ. Cố Vân Đông cũng là vì ở tiểu nhị tiến trụ thói quen, cho nên trở về liền trực tiếp ở chỗ này nghỉ chân, dù sao cũng không mấy ngày. Lại nói tiếp, nàng hiện giờ tại đây tuyên hòa phủ nơi đặt chân còn có một chỗ, chính là Hoàng thượng sách phong nàng thời điểm ban thưởng xuống dưới quận chúa phủ. Nhị phu nhân hai người vừa tiến đến, liền thẳng đến trì trì đi các nàng ở chỗ này mấy ngày nay, hiển nhiên cùng Dương gia hai lão cũng rất quen thuộc, Dương bà ngoại nhìn Thiệu Lan Thuần ánh mắt càng là từ ái đến không được, Cố Vân Đông nhìn nhìn lại cảm thấy có điểm quá dị, mới vừa tính toán nói cái gì, tay đã bị nhị phu nhân cấp kéo lại, Cố Vân Đông vội quay đầu, cười nói, nhị cửu mẫu, đã lâu không thấy, ở tuyên hòa phủ trụ thế nào, hảo, ngươi nhìn ta có phải hay không sau một năm trước muốn béo không ít, Cố Vân Đông bật cười, không thể nào. Như vậy vừa lúc, sắc mặt nhìn đều hồng nhuận rất nhiều nhị phu nhân bị nàng nói nhưng thật ra ngượng ngùng nàng quay đầu nhìn thấp giọng nói chuyện thiệu lan thuần cùng dương gia hai lão thần sắc có chút phức tạp cố vân đông nhìn nhìn cảm thấy rất là vi diệu bộ dáng một lát sau nhị phu nhân thở dài một hơi nắm tay nàng hướng trong phòng nói chuyện vân đông kỳ thật ta nguyên bản là nghỉ năm sau liền trở về chỉ là hiện tại nhị phu nhân dừng một chút đột nhiên ngước mắt nhìn thoáng qua sân phương hướng thanh âm đè thấp chút Lan Thuần không quá muốn chạy, cố vân đông sửng sốt, nhị cửu mẫu ý tứ là nàng xem thiệu Lan Thuần cũng không rất giống là còn hãm ở bóng ma giữa đi không ra bộ dáng A. Nhị phu nhân cao mày, thấp giọng nói, Lan Thuần cùng ngươi biểu ca, hai người sinh tình, cố vân đông mở to hai mắt nhìn, ta biểu ca, dương hạt, cũng không phải là, này, chuyện khi nào? Ta ông ngoại bà ngoại biết không, bọn họ còn không biết, việc này nhị phu nhân cũng không biết từ đâu mà nói lên, bình tĩnh mà xem xét, Dương Hạc kỳ thật người thực không tồi, hiếu thuận, có lễ, không cổ hủ, có đảm đương, bên người cũng không có những cái đó oanh oanh yến yến nữ tử vây quanh. Tuy rằng có đối sốt ruột cha cùng mẹ kế, nhưng hôm nay cách khá xa, cũng xé rách mặt, cũng không phải bao lớn vấn đề. Như vậy nam tử, cùng Thiệu Lan Thuần như vậy thân ở khuê các nữ tử ở chung lâu rồi, động tâm cũng khó tránh khỏi. Huống chi, các nàng vừa tới tuyên hòa phủ thời điểm Thiệu Lan Thuần bởi vì phía trước trải qua sự tình tính tình trở nên trầm mặt hậm hực, gặp sự tình cũng không thế nào hé răng. Dương Hạc vì thế còn giúp quá nàng vài lần, cho nên sinh ra cảm tình cũng là tự nhiên mà vậy sự tình. Nhị phu nhân cùng Thiệu Lan Thuần ở chung thời gian lâu, cho nên thực dễ dàng liền từ dấu vết để lại giữa phát hiện nàng thần hồn không tha bộ dáng. Nàng thực lo lắng, lại không biết Dương Hạc tâm tư, cũng không hảo đi hỏi, cho nên liền nghĩ, sấn Thiệu Lan Thuần hãm đến còn không thâm thời điểm, vẫn là về trước kinh thành đi thiệu lan thuần hôn sự nói như thế nào cũng nên là hầu gia cùng hầu phu nhân quyết định ai biết nàng mới vừa đưa ra năm sau phải về kinh ý tưởng dương hạc liền tìm tới cửa tới dương hạc nguyên bản cũng không tính toán cứ như vậy nói thẳng thiệu lan thuần dù sao cũng là hầu phủ cô nương mà hắn một giới bạch thân trong nhà cũng không giàu có không có gì lấy đến ra tay thấy thế nào cùng thiệu lan thuần đều đi không đến cùng nhau bộ dáng chương 2610 xứng không xứng, Dương Hạc ý tưởng, là năm nay trước thi đậu công danh, có tú tài thân phận lại đi thử một lần, nhìn xem có không thành toàn chính mình tâm tư, nhưng nhị phu nhân cùng Thiệu Lan Thuần phải đi, hắn liền ngồi không được. Trước cuộc Thiệu Lan Thuần tuổi cũng tới rồi, nếu là hồi kinh lúc sau đính hôn, kia hắn liền không cơ hội, hắn lúc này mới trong lén lúc tìm được nhị phu nhân, muốn đem chính mình ý tứ biểu đạt rõ ràng. Cầu nàng ở hầu gia hầu phu nhân trước mặt trò chuyện, hắn tưởng thi đậu công danh sau cầu thú tam cô nương ai biết lời này lại bị trốn tránh ở bên ngoài thiệu lan thuần cấp nghe được nhị phu nhân nguyên bản còn tưởng rằng là thiệu lan thuần một bên tình nguyện hiện giờ nhìn là lưỡng tình tương duyệt trải qua như vậy một chuyến hai người lại lẫn nhau minh bạch lẫn nhau tâm ý mà nàng cũng làm không tới khi chờ bỗng đánh viên ương sự tình tới cố vân đông nghe xong vẫn là cảm thấy có chút ngạc nhiên ta thật đúng là không nghĩ tới bọn họ sẽ lẫn nhau xem đôi mắt chỉ là xem nhị cửu mẫu bộ dáng mợ là cảm thấy bọn họ không thích hợp nhị phu nhân ngồi vào một bên trên ghế xoa xoa thái dương nói như thế nào đâu lan thuần xác thật là hầu phủ cô nương bất quá nàng là thứ nữ lại bởi vì lỗ vương thế tử kia sự kiện tuy nói cũng không có phát sinh cái gì nhưng khi đó bị không ít phu nhân nhìn đến hai người là ôm nhau ở những người đó trong mắt lan thuần cũng đã là không trong sạch cho nên hầu phủ nếu là cho nàng tìm kiếm việc hôn nhân nhà trai thân phận tất nhiên sẽ không cao đi nơi nào, nhưng lại không cao, cũng không phải là một giới bạch thân, khi truyền ra đi, chính là chứng thực lan thuần trong sạch khó giữ được, chỉ có thể tùy tiện tìm cá nhân tiếp nhận đồn đãi. nếu là bởi vậy, kia hầu phủ mặt khác cô nương làm sao bây giờ, này gã cưới việc, quan hệ nhưng không chỉ là một người, cho nên lần này Dương Hạc nếu có thể khảo trung tú tài, kia hắn cùng lan thuần nói không chừng là có thể thành tựu một cọc nhân duyên, nhưng... Dương Hạc có thể khảo trung sao, nhị phu nhân không quá khẳng định, cho nên từ khi Dương Hạc rời đi tuyên hòa phủ sau, nàng liền lo lắng sốt ruột, vấn đề là, việc này nàng còn không thể cùng bị người ta nói. Dương ông ngoại Dương bà ngoại còn không biết việc này, hai lão trước nay cũng chưa nghĩ tới muốn cùng hầu phủ kết thân, cố vân đông nghe xong, trong khoảng thời gian ngắn cũng bó tay không biện pháp, mợ, việc đã đến nước này, ngài cũng đừng tưởng như vậy nhiều, viện thí đã kết thúc đại khái lại quá không lâu hắn liền sẽ làm người truyền đến tin tức đến lúc đó chúng ta sẽ biết ngươi cấp kinh thành bên kia đi tin sao đi còn không có hồi âm nhị phu nhân nói ta là nghĩ chờ dương hạt này hai tháng thi xong đã trở lại lại hồi kinh mặc kệ hắn có hay không thi đậu việc này tóm lại cũng không phải ta có thể làm chủ còn phải hỏi qua đại bá đại tẩu mới được cố vân đông gật gật đầu một khi đã như vậy việc này liền tạm thời đừng làm ông ngoại bà ngoại biết đi miễn cho làm cho bọn họ lo lắng, nhị phu nhân cũng là như vậy tưởng. Cố vân đông nhìn bên ngoài cùng dương gia hai lão khẩu ở Trung Hòa hợp thiệu lan thuần, trong lòng nhưng thật ra rất hy vọng bọn họ có thể hỷ kết liên lý. Đúng rồi, lan thuần di nương là nói như thế nào, lúc trước thiệu lan thuần tới tuyên hòa phủ, nàng di nương cũng cùng lại đây, hôm nay nhưng thật ra không thấy được. Nhị phu nhân cười nói, nàng A, à, nguyên bản cũng là không chủ kiến, đặc biệt là lần đó Lan Thuần gặp khó tìm sau khi chết, Nàng liền càng sẽ không nói thêm cái gì, chỉ cần Lan Thuần có thể bình an, cả cho ai nàng cũng chưa ý kiến, nhưng lời nói là nói như vậy, đối với tương lai con rể, Di Nương tóm lại vẫn là để ý. Nhị Phu Nhân nhìn đến quá nàng trộm cùng Dương Hạc nói qua nói mấy câu, nhìn dáng vẻ, hẳn là vừa lòng. Chương 2611 Thái Việt như thế nào ở chỗ này? Cố Vân Đông vừa mới cùng Nhị Phu Nhân nói lên Dương Hạc sự tình, bên ngoài liền truyền đến vui mừng thanh âm. Chủ nhân, chủ nhân! đại thiếu gia bên kia tới báo tin vui, nói là qua huyện thí, được thứ năm danh, cố vân đông sửng sốt, cùng nhị phu nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, vội vàng đi ra ngoài, tới báo tin chính là dương ông ngoại sở khai cửa hàng một cái tiểu nhị, dương hạt thi xong sau liền ủy thác tới tuyên hòa phủ áp tải tiêu sư, khi tiêu sư trực tiếp đi cửa hàng đưa tin, tiểu nhị cơ linh, biết đây là đại hỷ sự, chủ nhân khẳng định tưởng mau chóng biết, cho nên hấp tấp chạy tới, quả nhiên. Vừa nghe đến Dương Hạc qua huyện Thí, thứ tự còn như vậy cao, hai vợ chồng già đều kích động không được. Dương ông ngoại vội không ngừng mở ra lá thư kia, xác thật là Dương Hạc bút tích, mặt trên nói một ít khảo thí tình huống, cũng nhắc tới Dương Văn Lễ phu thê sự tình, bất quá chỉ là ngắn gọn xẹt qua. Trước cuộc Dương Hạc qua huyện thí, huyện thành liền lớn như vậy, thật nhiều người đều nhận được hắn, có người liền chạy đến Dương Văn Lễ bên kia đi chế dẻo, Dương Văn Lễ tự nhiên sẽ tìm đến Dương Hạc, bất quá Dương Hạc không gặp, ngày hôm sau liền dọn dẹp một chút đồ vật, chuẩn bị đi trước Linh Châu Phủ Phủ Thành tham gia Phủ Thí, Dương Văn lễ mặt sau phát cái không, Hảo, Hảo A, qua huyện Thí liền Hảo. Hắn như vậy thứ tự, qua Phủ Thí hẳn là không khó đi, Dương bà ngoại ông trì trì, thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc, bọn họ mong nhiều năm như vậy, rốt cuộc phán đoán tôn tử có thể thi đậu công danh một ngày này, trì trì khó hiểu tả hữu nhìn nhìn. Dũi tay đem dương ông ngoại trong tay lá thư kia cấp bắt lại đây, dùng sức vẫy vẫy, dương ông ngoại cũng không cái gọi là, dù sao tin đã xem xong rồi. Hắn thậm chí một tay đem trì trì ôm lấy, thân mật dùng cái tráng đỉnh hắn đầu, tiểu trì trì nga, ngươi thật đúng là cái phúc qua qua, trì trì ta. Một tiếng, theo sát liền bị đậu đến cười khanh khách, trong tay giấy viết thư dừng ở trên mặt đất, thiệu lan thuần thấy thế, nhấp nhấp môi ngồi xổm xuống thân nhặt lên, nghiêm túc đem tin xem xong rồi, lúc này mới hơi hơi nở nụ cười đứng ở cách đó không xa cố vân đông cùng nhị phu nhân nhìn nhau liếc mắt một cái người sau cười nói xem ra ta có thể phóng một nửa tâm nhị phu nhân thở ra một hơi vừa muốn tiến lên cũng đậu một đậu trì trì đột nhiên nhìn đến trong một góc một đạo lược hiện hình bóng quen thuộc đi qua nàng đi phía trước đi bước chân đột nhiên một đốn kinh ngạc nhìn về phía hắn thái việt thái việt dừng lại nhấp môi chậm rãi xoay người hắn chẳng qua nghe được bên ngoài náo nhiệt thanh nhịn không được nghĩ ra được nhìn xem mà thôi không nghĩ tới tới chính là trì trì thái công cụ bà, nhìn bọn họ, Thái Việt liền không khỏi nghĩ tới yêu thương chính mình bà ngoại, nhất thời trong lòng khó chịu, lại có chút hâm mộ, cho nên đứng ở trong một góc trì trì không muốn rời đi, ai biết lại bị nhị phu nhân thấy được. Nhị phu nhân hai ba bước đi đến trước mặt hắn, xác định là hắn sau, biểu tình càng thêm chấn kinh rồi. Nàng quay đầu nhìn về phía Cố Vân Đông, này Thái Việt như thế nào ở chỗ này? Trong tinh thành phát sinh những cái đó sự nhị phu nhân còn không biết, rốt cuộc thư từ lui tới không có phương tiện, đặc biệt thái gia sự tình còn đề cập đến lỗ vương thế tử, cũng không tốt ở tinh bên trong nhắc tới, cố vân đông đi tới, ngón tay đắp ở thái việt trên vai, đối hắn nói, đây là ngươi nhị cửu nải nải, thái việt há miệng thở dốc, có chút co quắp cúi đầu, cố vân đông không miễn cưỡng hắn, thấy hắn hận không thể cả người xúc lên. Liền biết hắn đối với kinh thành bên kia tới người vẫn là thực sợ hãi, nàng vỗ vỗ vai hắn, hảo ngươi về trước phòng nghỉ ngơi đi, Thái Việt vội không ngừng đi rồi, chương 2612 ngươi đại dượng phải bị người thông đồng đi rồi, nhị phu nhân nhìn hắn bóng dáng, hảo sau một lúc lâu không ra tiếng, cho đến hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy, nàng mới ninh mi hỏi, này, rốt cuộc sao lại thế này, nàng là gặp qua Thái Việt, trước kia thiệu tuệ mang theo nhi tử tôn tử lại đây hầu phủ thời điểm, này tiểu hài nhi còn thập phần rộng rãi hay nói. Hơn nữa bởi vì là thái gia duy nhất tôn tử, ở trong nhà cũng là rất được sủng, ăn ngon bụ bẩm, nhưng vừa rồi nhìn đến Thái Việt, sợ hãi rụt rè không đề cập tới, người cũng gầy yếu thực, cùng phía trước nhìn thấy giống như hoàn toàn là khác nhau như trời với đất hai người. Cố vân đông thở dài một hơi, đem Thái Văn Kim cùng lỗ vương thế tử cấu kết giết thiệu tuệ bị chém đầu, sau lại Thái Việt lại ở nhạc thành trải qua những cái đó sự đều đơn giản đề ra một lần, nhị phu nhân nghe xong, nhịn không được đảo trừ một ngụm khí lạnh nàng này đầu óc có trong nháy mắt đều là ngốc, ai biết nàng mới rời đi kinh thành một năm thời gian, cư nhiên đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, thiệu tuệ. Đã chết. Vẫn là bị nàng thương yêu nhất nhi tử thân thủ giết chết, cũng không biết nàng dưới chính suối có thể hay không hối hận chính mình đối này nhi tử cưng chiều. Nàng lắc đầu, trên mặt mang theo một tia châm chọc, này thái gia cùng trương gia, quả thực không phải người một nhà không tiếng một gia môn. Trừ bỏ cá biệt người, đều là máu lạnh vô tình đồ vật đáng thương thái việt tuổi nhỏ đã trải qua nhiều như vậy cho nên các ngươi thật sự tính toán mang thái việt đi trước tây nam kỳ thật hắn có thể đi kinh thành hầu phủ sẽ không bạc đãi hắn cố vân đông lắc đầu hiện tại đã không phải bạc đãi không bạc đãi vấn đề kia hài tử thể xác và tinh thần bị thương hiện giờ mẫn cảm thực nếu là không hảo hảo khai thông tương lai sẽ càng đi càng cực đoan huống chi hắn cùng lan thuần giống nhau kinh thành đối với bọn họ tới nói, đều có bất hảo hồi ức, nhị phu nhân ngẫm lại cũng là, liền không lại khuyên. Đặc biệt quay đầu nhìn đến Thiệu Lan Thuần thời điểm, nghĩ đến nàng vừa tới tuyên hòa phủ kia đoạn thời gian, ngay từ đầu cùng hiện tại Thái Việt có điểm giống, cũng là như thế này co rúng không quá vui tiếp xúc người bộ dáng, mà Thái Việt tình huống, nhìn so Lan Thuần muốn nghiêm trọng nhiều. Làm hắn trở lại kinh thành, khẳng định không bằng đi theo thanh viễn vân đông bên người tới thích hợp cùng ngày giữa trưa mấy người đều lưu tại tiểu nhị tiếng ăn buổi trưa cơm, bất quá nhị phu nhân vẫn luôn không thấy được Thái Việt ra tới, đồ ăn cũng là tiết vinh đoan đi vào cho hắn ăn, hiển nhiên vẫn là rất sợ người sống, nhưng là nghe nói hắn rất thích trì trì, có đôi khi người khác đều không hảo tiếp cận hắn, nhưng hắn đối trì trì lại phá lệ có kiên nhẫn, nhị phu nhân trừ bỏ trong lòng cảm thán ở ngoài, cũng không biết nên nói điểm cái gì. Ăn cơm xong sau nàng liền tính toán cáo từ, Nàng cũng biết Cố Vân Đông lần này trở về ngốc thời gian sẽ không rất dài, Tuyên Hòa phủ cùng Vĩnh Phúc thôn nhiều chuyện như vậy, nàng đều phải an bài hảo, đến lúc đó mới có thể đi trước Tây Nam, bởi vậy nàng ngồi một lát, liền tính toán mang theo Thiệu Lan thuần rời đi. Ai biết không đợi nàng đứng dậy, bên ngoài liền truyền đến Cố đại phượng nổi giận đùng đùng thanh âm. Cố Vân Đông còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến Cố đại phượng một trận gió dường như quát tiếng vào, cho chính mình đổ một chén nước lộc cộc lộc cộc hung tợn uống xong rồi cố vân đông ngơ ngác đại cô ngươi làm sao vậy ai cho ngươi ký nhìn ngươi này sắc mặt khó coi ta có thể không khó coi sao cố đại phượng chụp một chút cái bàn ta liền nói ta nếu là lại không trở lại ngươi đại dượng đều phải bị người cấp thông đồng đi rồi cố vân đông kinh ngạc mở to hai mắt nhìn sẽ không đi theo sau vào cửa biển hán bất đắc dĩ lắc đầu nói hô nói vượng cái gì đâu chương 2613 châm ngòi ly dáng, cố đại phượng quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó liền không để ý tới hắn, trực tiếp đối cố vân đông nói, ngươi là không biết ta ngày hôm qua đều nhìn thấy gì, cái kia không biết xấu hổ hồ ly tinh, tư thái ngượng ngùng làm người buồn nôn, nương phải làm bình phong một kiện mỗi ngày hướng nhà của chúng ta cái kia cửa hàng chạy, biết rõ ta kia cửa hàng liền hai cái nam tử, nàng cũng không sợ người khác nói xấu. Dừng một chút nàng quay đầu phi một chút, không đúng, nàng khả năng ước gì người khác nói xấu, đem lời đồn cấp chứng thực, cố vân đông nhìn về phía biển hán, người sau chỉ là cười khổ một tiếng, cũng mặc kệ cố đại phượng nói cái gì, hắn quay đầu đi xem trì trì, tiểu gia hỏa tinh lực dư thừa thực, bị người ôm cũng chỉ là xoay đầu xem một cái, sau đó tiếp tục cầm dương ông ngoại phía trước đưa cho hắn một cái tiểu cổ gõ đến phanh phanh phanh, này tiểu bộ dáng làm người xem đến tâm đều mềm, đáng tiếc nguyên trí tuổi còn nhỏ, bằng không biển hán đều muốn ôm tôn tử. Cố vân đông thu hồi tầm mắt, trấn an cấp cố đại phượng lại đổ một chén nước, đại cô xin ngài bớt giận, ta xem đại dượng cũng không thượng nhân gia đương sao, ngươi cũng không cần quá lo lắng, nói lên cái này, cố đại phượng nhưng thật ra nâng nâng cầm, hơi hơi có chút đắc ý, đó là, ngươi đại dượng một lòng một dạ đều nhào vào hắn những cái đó đầu gỗ thượng, nếu không phải tiểu lục tử nhắc nhở, hắn cũng chưa hướng kia phương diện tưởng. Một biết kia nữ nhân đối hắn lòng mang ý xấu, sao lại kia nữ nhân lại đến thời điểm hắn liền trốn đến hậu viện đi cố vân đông cười nói kia không phải khá tốt sao hảo cái gì cố đại phượng nói nói lại nóng giận ngươi nói ngươi đại dượng thái độ đều như vậy rõ ràng nàng còn giả không biết nói bộ dáng hơn nữa ngươi cũng không biết nàng không thấy được ngươi đại dượng sao liền đi tiểu lục tử trước mặt nói hưu nói vượng nàng cư nhiên ở kia khuyên tiểu lục tử nói cái gì trong nhà không thể không cái nữ nhân nào có nam nhân mỗi ngày đi bờ sông giặt quần áo, còn nói cái gì cả ngày ở bên ngoài ăn cơm không tốt, phô trương lãng phí. Tiếp theo lại nói cái gì đưa người tức phụ nên ở trong nhà hảo hảo hầu hạ nam nhân, không có chính mình chạy ra ngoài chơi đạo lý, loại này nữ nhân tâm dễ dàng giả, quản không được. Hắc, nàng còn không phải là chỉ ta đi kinh thành lâu như vậy không trở lại sao, lúc này cố vân đông cũng nói không nên lời cái gì tới, cố đại phượng hầm hừ, nếu không phải ta ngày hôm qua trở về, đi đến cửa hàng cửa thời điểm vừa lúc nghe đến mấy cái này lời nói, đem người đuổi ra đi, còn không biết nàng ở sau lưng như vậy bố trí ta đâu, tự nhiên còn chơi châm ngòi ly gián này một bộ, thật đem chính mình đương hồi sự, dương bà ngoại lại đây khuyên nàng, đại phượng A ngươi yên tâm, biển hán thành thật đâu, chúng ta đều nhìn. Ngươi không cần đem bên ngoài này đó nữ nhân để vào mắt, đều là lên không được mặt bàn, ta đương nhiên không bỏ ở trong mắt, nhưng nàng liền thích ra tới ghê tởm người vốn dĩ qua một đêm ta đều quên nàng, kết quả vừa rồi ở lại đây trên đường lại đụng phải, nàng thế nhưng một chút đều không cảm thấy xấu hổ, còn đối ta cười thanh khách, một bộ ta không phải nàng đối thủ nàng sớm hay muộn muốn đem ta đạp biểu tình, quả thực, ta liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Biển hán chạy nhanh tỏ lòng trung thành cũng nhân cơ hội nói, cho nên ngươi về sau ngàn vạn đừng vừa đi liền thời gian dài như vậy, như vậy dễ dàng cho người khác loạn tưởng cơ hội, cố vân đông nhướng mày, nha. Đại Dượng còn rất có thể nói a. À, nàng nhân cơ hội liếc xéo Thiệu Thanh Viễn liếc mắt một cái, người sau, hắn thừa dịp người không chú ý, yên lặng ở bàn phía dưới bắt lấy Cố Vân Đông tay, thấp giọng nói, lần sau ta bảo đảm đi nơi nào đều mang lên ngươi, khẳng định không xa rời nhau. Chương 2614 chuyên môn nhìn chằm chằm đàn ông có vợ, biết liền hảo. Cố Vân Đông hơi hơi vừa lòng, hiện tại biết phu thê đất khách dễ dàng nảy sinh cái gì mâu thuẫn đi phía trước còn nói chính mình một người đi tây nam không mang theo thượng chúng ta hai ta nói cho ngươi a à, ta giá thị trường vẫn là thực tốt nói không chừng ngươi vừa đi có người sau lưng liền tới khuyến khích ta hòa ly khác gã, ngươi dám thiệu thanh viễn mặt trầm xuống bắt lấy tay nàng bỗng chốc buộc chặt đời này ta đều sẽ không hòa ly cố vân đông sách một tiếng lắc lắc hắn tay nhẹ điểm trước buông ra thiệu thanh viễn lại nhéo một chút lúc này mới buông ra tay nàng chỉ là ánh mắt vẫn là mang theo một tia cảnh cáo, cố vân đông khẽ cười, ta cũng sẽ không, khi nói chuyện, cố đại phượng lên án công khai thanh cũng dừng lại, nhưng cố tình lúc này, Lữ Thắng lại đây nói, có vị phụ nhân tới tìm biển hán, phụ nhân, cố đại phượng vừa nghe, sắc mặt cực xú đứng lên sông ra ngoài, cố vân đông cũng tò mò không thôi, dẫn theo làng váy lộc cộc đuổi kịp nàng, cửa quả nhiên đứng một vị tuổi trẻ phụ nhân, trong tay cầm một cái bình phong vật trang trí. Khi Bình Phong nhìn liền rất tinh tế, khắc hoa đều thực tinh xảo bộ dáng, khi phụ nhân nhìn đến Cố Đại Phượng, liền cười nói, Cố Đại Tỷ, ngươi thật sự hiểu lầm, ta đối biển đại ca không có gì ý tưởng, ta chỉ là muốn cho biển đại ca giúp ta nhìn xem cái này Bình Phong, nhìn xem có thể hay không nhiều lộng điểm đa dạng, hôm qua cái ta nói những cái đó đều là vô tâm, chỉ là cùng tiểu lục tử nói chuyện phím mà thôi, không nghĩ tới sẽ làm ngươi nghĩ nhiều, Cố Vân đồng ý ở cạnh cửa, không khỏi nở nụ cười cố đại tỷ. Điển đại ca, cứ như vậy xưng hô ra tới, còn dám nói bọn họ nghĩ nhiều, nàng muốn thật sự đơn thuần chỉ là muốn tu bổ vật trang trí, vậy hẳn là kêu trưởng quầy cùng lão bản nương. Đại khái là nàng cười đến quá rõ ràng, đứng ở cửa nữ nhân tìm theo tiếng nhìn lại đây, ngay sau đó sắc mặt đột nhiên cứng đờ, quận, quận chúa. Ngươi hồi tuyên hòa phủ, cố vân đông nhướng mày, ngươi nhận được ta. Lúc này lại xem, nàng cư nhiên cảm giác có vài phần quen thuộc bộ dáng. Khi nữ nhân cười gượng hai tiếng, ta kỳ thật trụ cũng không xa, đã từng rất xa gặp qua vài lần, trụ không xa. Cố vân đông đột nhiên nghĩ tới, nữ nhân này, nàng xác thật gặp qua, còn nhớ rõ năm đó mua cái này tiểu nhị tiếng thời điểm, đã từng đi xem qua vài cái hộ hình. Có một chỗ sân nàng nhìn cảm thấy cũng không tệ lắm, nhưng kia sân nơi ngõ nhỏ có cái nữ tử, Đối với nàng cha Cố Đại gia ngượng ngùng xoắn xếp vừa thấy chính là muốn thông đồng bộ dáng, Cố Vân Đông đương trường liền cấp phủ quyết, lúc này mới mua hiện tại cái này tiểu nhị tiếng. Nàng kia chính là trước mặt vị này phụ nhân, không nghĩ tới a, à, mấy năm qua đi, vòng đi vòng lại, này phụ nhân vẫn là theo dõi nhà bọn họ, còn chuyên môn nhìn chằm chằm đàn ông có vợ a. À. Chính đánh giá Giang, bên tai liền truyền đến Cố Đại Phượng thanh âm, ngươi chạy nhanh đi, ta nói cho ngươi nhà của chúng ta tiền tài đều là ta quản, là tương lai cho ta nhi tử đi thi dùng, ngươi liền tính thông đồng ta trượng phu, ngươi cũng chỉ có thể quá khổ nhật tử, theo sau ra tới biển hán khóe miệng vừa kéo, cái gì gọi là liền tính thông đồng. Hắn là như vậy hảo thông đồng, hắn ho nhẹ một tiếng, đi phía trước đi rồi vài bước, thẳng đứng yên ở kia phụ nhân trước mặt, nhìn thoáng qua nàng trong tay bình phong vật trang trí, nói, ngươi này vật trang trí nếu là có vấn đề, ta xác thật có thể cho ngươi một lần nữa tu bổ, nhưng tu bổ phí dụng muốn năm lượng bạc, ngươi ra sao, phụ nhân biểu tình hoàn toàn cứng đờ. năm lượng bạc. Nhiều như vậy, cướp bóc A, à. nàng nếu là có tiền, còn sẽ vì bạc đi leo lên biển hán sao, chương 2615 kha biểu cô ba ngày không có tới, cũng không biết là biển hán những lời này nổi lên tác dụng. Vẫn là này phụ nhân xem cố vân đông ở đây không dám lại được một tất lại muốn tiến một thước, nàng đem vật trang trí thu trở về, cười gượng nói một khi đã như vậy ta đây liền không tu này liền trở về nàng vội vàng xoay người vội không ngừng liền rời đi cố đại phượng này một bụng nói muốn nói đi thình lình nàng đi được như vậy dứt khoát tức khắc càng thêm bực mình quay đầu lại liền tháp biển hán cánh tay một phen nhìn ngươi rước lấy sự cố vân đông nhìn đại dượng vẻ mặt mộng bức vô tội biểu tình phục cười nàng che che miệng hỏi cố đại phượng đại cô người này không có việc gì ngươi không cần phải xen vào Ta chính mình có thể giải quyết, thật đem ta đương ăn chay. Hơn nữa liền tính ta không được, ta còn có nghi tử đâu. Hôm qua cái chính là nguyên trí đem nàng nói mặt đỏ tai hồng rời đi, hôm nay cái nếu không phải nguyên trí đi bái phỏng sư trưởng, kia nữ nhân khẳng định không dám tiến đến chúng ta trước mặt tới. Cố Vân Đông chớp chớp mắt, đại cô ngươi vừa rồi không phải nói nàng là bị ngươi đại cây chổi cấp đánh ra đi sao? Bất quá nàng suy nghĩ một chút nguyên trí tính tình, cũng xác thật không cần lo lắng đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu, kỳ thật tâm tư thông thấu, rất lợi hại. Cố vân đông có chút cảm khái, người này a, à, một khi có tiền, bên người tóm lại sẽ có đủ loại dụ hoặc, vu đại bá là, đại dượng cũng là, bất quá loại sự tình này, còn phải xem chính bọn họ có thể hay không để được, nàng cũng vô pháp nhúng tay, huống chi, chờ đến nơi đây sự tình an bài hảo, nàng liền phải khởi hành đi trước Tây Nam, cũng quản không được, nàng thời gian cũng thực gấp gáp. ngày hôm sau, Cố Vân Đông liền ôm trì trì đi Tân Mính Các, nàng cũng gặp được đái phu nhân, cùng nàng trò chuyện Tân Mính Các lúc sau phát triển, sau đó liền buông tay mặc kệ. Tuyên Hòa phủ bên này Tân Mính Các là trước hết khai trương, cũng đã thực thành thục. Nơi này mặc kệ là trưởng quầy vẫn là tiểu nhị đầu bếp nữ, đều là các nàng ba vị chủ nhân tự mình tuyển. Tuy rằng Lan Hoa Nhi cùng Tô Tình đều đi theo thung tử Khương Bảo đi kinh thành, nhưng nơi này tiểu nhị đối với cái gì nên làm cái gì không nên làm lại rất rõ ràng hơn nửa đái phu nhân nhìn chầm chầm vào, thả tuyên hòa phủ phu nhân tiểu thư đều biết cố vân đông quận chúa thân phận, không ai nháo sự, nhưng thật ra thực hảo quản lý, cố vân đông ở tân minh các ngồi ngồi, không thấy được kha biểu cô, còn có chút kỳ quái, trước đài cô nương nói cho nàng, kha biểu cô đã ba ngày không có tới, chỉ nói có việc tạm thời tới không được, cụ thể sự tình gì chúng ta cũng không biết, trước kia trừ phi thời tiết quá kém, nếu không kha biểu cô đều sẽ tới bên này một chuyến. Cố Vân Đông vừa nghe lời này, liền có chút lo lắng. Nàng nguyên bản tưởng bên này sau khi xem xong liền đi cố ký, hiện tại lại thay đổi phương hướng, làm đồng thủy đào vội vàng xe ngựa đi kha biểu cô gia. Này quen thuộc ngõ nhỏ, nàng cũng có hai năm thời gian không có đặt chân. Một đường đi tới, còn nhìn đến mấy cái tuổi trẻ tân gương mặt, nhưng thật ra có mấy người nhận ra nàng, vốn dĩ muốn đánh tiếp đón, đại khái nghĩ đến thân phận của nàng, lại không tốt hơn trước, chỉ là cười cười cố vân đông thực mau tới tới rồi kha biểu cô cửa duỗi tay vỗ vỗ môn bên trong thực mau truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm tới ai a à, vừa nghe thanh âm này trung khí mười phần nghĩ đến là không có gì trở ngại cố vân đông liền yên tâm cười nói là ta kha biểu cô ta đã trở về trong viện tiếng bước chân dừng một chút theo sát lại nhanh lên tiếp theo nháy mắt viện môn đột nhiên ở nàng trước mặt mở ra kha biểu cô vẻ mặt vui mừng trong miệng kêu vân đông Tầm mắt lại chặt chẽ khóa ở nàng trong lòng ngực trì trì trên người, đôi mắt đều ở mạo quan. Chương 2616 này ta hài tử. Ngay sau đó, Cố Vân Đông liền cảm thấy trong lòng ngực không còn trì trì bị nàng tiếp qua đi. Nha, còn rất trọng a, à, vừa thấy chính là cái hảo nuôi sống. Kha biểu cô quay đầu liền đi, cũng không chiêu đãi nàng. Cố Vân Đông chỉ có thể mang theo đồng thủy đào theo đi vào, đem viện môn đóng lại. Đồng thủy đào trong tay còn cầm không ít đồ vật vào nhà chính sau tất cả đều đặt ở trên bàn kha biểu cô ôm trì trì vui mừng thực ngươi này vừa đi chính là hai năm lúc này đây trở về không đi rồi đi cố vân đông sờ sờ cái mũi ho nhẹ một tiếng ngồi ở nàng đối diện bộ giáng thượng nói quá mấy ngày muốn đi kha biểu cô một đốn rộng mở ngẩng đầu lên vậy ngươi trở về làm cái gì cố vân đông bất đắc dĩ chỉ có thể đem thiệu thanh viễn bị điều nhiệm tây nam sự tình nói ra kha biểu cô nhíu nhíu mày nhỏ giọng nói thầm hai câu này hoàng thượng cùng các ngươi có thù oán a à, hảo hảo đi như vậy xa xôi địa phương không phải nói các ngươi lập không ít công lao sao cố vân đông cũng không hảo cùng nàng nói lên bạch chi ngôn sự tình chỉ có thể nói hoàng thượng tâm tư ta cũng đoán không ra nói không chừng là làm phu quân đi rèn luyện một phen trở về cấp thăng chức tăng lương đâu kha biểu cô lại không phải như vậy hảo lừa gạt người nơi nào liền sẽ tin tưởng nàng hồ ngôn loạn ngữ nhưng đây là hoàng thượng ý chỉ hắn lão nhân gia làm như vậy khẳng định có thâm ý, chính mình cũng không hảo quá nhiều nhìn trộm, chỉ là nghĩ đến bọn họ này vừa trở về, trong tay bảo bối trì trì đều còn không có ôm nóng hổi muốn đi, kha biểu cô này trong lòng liền không phải tư vị, cố vân đông thấy thế, chạy nhanh nói sang chuyện khác nói, đúng rồi, ta vừa mới đi tân mính cát, cửa hàng tiểu nhị nói ngày ba ngày không qua bên kia, đây là có chuyện gì trì hoãn, kha biểu cô há miệng thở dốc, vừa muốn nói cái gì bên tai đột nhiên truyền đến đồng thủy đào tiếng kêu sợ hãi a à, đồng thủy đào là đi phòng bếp đổ nước dù sao mỗi lần tới kha biểu cô trong nhà các nàng đều là chính mình động thủ uống trà ăn cái gì kha biểu cô vừa nghe đến nàng tiếng kêu đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như chạy nhanh đứng dậy nói không xong kia tiểu nha đầu hẳn là ở phòng bếp tiểu nha đầu cố vân đông khó hiểu sau đó nàng liền nhìn đến đồng thủy đào ôm một cái gầy yếu tiểu cô nương chạy tới tiểu thư có cái tiểu hài tử ở phòng bếp trộn đồ vật ăn, ta không có, ta không có, buông ta ra. Khi tiểu hài tử dãy dụa lên, sắc mặt đều đỏ bừng đỏ bừng, nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt, Kha biểu cô chạy nhanh đem trì trì giao cho cố vân đông, vài bước tiến lên đem kia tiểu cô nương từ đồng thủy đào trong lòng ngực nhận lấy, không phải ăn trộm, này ta hài tử. Khi tiểu cô nương bị đồng thủy đào bắt như vậy một chút, sợ hãi cả người đều xúc đến Kha biểu cô trong lòng ngực đi, cố vân đông kinh ngạc không thôi. Kha biểu cô, ngài vừa rồi nói cái gì? Cái gì gọi là ngài, ngài hài tử? Kha biểu cô ôm hài tử ngồi ở ghế trên, một bên vỗ nàng phía sau lưng trấn an, một bên thấp giọng nói, trong chốc lát cùng ngươi nói, khi tiểu cô nương có chút sợ hãi nhìn trong phòng xuất hiện hai cái người xa lạ, đầu chôn ở Kha biểu cô trong lòng ngực, hận không thể người khác đều nhìn không tới nàng bộ dáng, Cố Vân Đông nhấp nhấp môi, chỉ có thể ôm chặt tò mò trì trì, sau đó nhìn về phía Đồng Thủy Đào người sau cảm giác chính mình náo loạn cái ô long, chậm rì rì đi đến cố vân đông bên người, nhỏ giọng nói, ta nguyên bản là đi phòng bếp đề ấm nước. Không nghĩ tới nhìn đến một tiểu nha đầu tránh ở lưu gạo mặt sau tham đầu tham não, ta mới vừa đi qua đi, đứa nhỏ này liền xoay người muốn chạy, trong tay còn cầm một cái bánh gạo, ta liền cho rằng, cho rằng, chương 2617 tính toán nhận nuôi đứa nhỏ này, cố vân đông gật gật đầu, đã biết, ngươi đi trước đổ nước đi, đồng thủy đào đi rồi, bên kia Kha biểu cô cũng không sai biệt lắm trấn an trong lòng ngực tiểu cô nương, khi hài tử có chút khiếp đảm hướng cố vân đông bên này nhìn thoáng qua, thình lình đối thượng trì trì tò mò ánh mắt, tức khắc sửng sốt, lại đem đầu xoay trở về, Kha biểu cô cười vỗ vỗ nàng bối, lúc này mới đối cố vân đông nói, ta tính toán nhận nuôi đứa nhỏ này, cố vân đông kinh ngạc, đứa nhỏ này là, nàng là thật sự chấn kinh rồi. Nàng cũng coi như đối Kha Biểu cô thực hiểu biết. Kha Biểu cô thích hài tử, khá vậy chưa bao giờ từng có nhận nuôi ý niệm. Kỳ thật thật nhiều người đều khuyên quá nàng, nói nàng lẻ loi một mình, thừa dịp còn trẻ thời điểm dưỡng cái hài tử, tương lai cũng có người dưỡng lão tống chung, không đến mức chính mình một người cô đơn ngốc tại trong phòng. Nhưng tha biểu cô đều cự tuyệt, nàng cảm thấy một người khá tốt, cũng không lo lắng dưỡng lão vấn đề. nhiếp gia hài tử đều đối nàng thực thân cận, thường thường còn sẽ làm hạ nhân mang theo đồ vật lại đây xem nàng, nàng ăn mặc không lo, cái gì cũng không thiếu, tương lai cũng không sợ không ai dưỡng lão này phân kiên trì từ nàng trượng phu qua đời mãi cho đến hiện tại nàng đều không có thay đổi quá không nghĩ tới hiện giờ đột nhiên nổi lên cái này ý niệm kha biểu cô rủ mắt nhìn thoáng qua trong lòng ngực tiểu cô nương ánh mắt nhu hòa ấm áp nàng thấy đồng thủy đào tiến vào liền đối với tiểu cô nương nói ni ni cùng thủy đào gì đi ăn một chút gì được không không cần sợ nàng vừa rồi là không quen biết ngươi mới có thể bắt ngươi hiện tại biết ngươi là hảo hài tử sẽ không thương tổn ngươi tin tưởng ta ân tiểu cô nương chớp chớp mắt nhìn thoáng qua kha biểu cô lại nhìn thoáng qua đồng thủy đào đồng thủy đào là cái có ánh mắt vừa thấy liền biết kha biểu cô có chuyện muốn đơn độc cùng tiểu thư nói lập tức từ trên bàn giấy trong bao lấy ra một khối mềm mại bánh mì tới ngươi kêu ni ni vừa rồi là gì không tốt có phải hay không bị thương ngươi ta và ngươi xin lỗi thực xin lỗi ngươi có thể tha thứ ta sao nếu là ngươi không trách ta, liền nhận lấy này khối bánh mì được không? Ni Ni nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, bánh mì mùi hương một cái kính hướng nàng trong lỗ mũi toản. Nàng muốn ăn, hơn nữa đồng thủy đào nhỏ giọng cùng nàng nói chuyện, kha biểu cô cũng làm nàng đi theo trước mặt gì qua đi, nàng do dự một chút, cuối cùng gật đầu một cái. Đồng thủy đào nở nụ cười, đem kia bánh mì giao cho nàng trong tay, thấy nàng từ kha biểu cô trên đùi xuống dưới, lúc này mới nắm nàng mặt khác một bàn tay, tính toán hướng cửa đi. Ai biết Ni Ni đột nhiên quay đầu, nhìn mắt trong mong nhìn bánh mì trì trì, nghĩ nghĩ, hướng trước mặt hắn đệ đệ, đệ đệ ăn. Trì trì nguyên bản còn thực mắt thèm bộ dáng, kết quả thật sự đưa tới trước mặt, tiểu thân mình ngược lại hướng phía sau co rụt lại, kia biểu tình giống như là ngươi hướng bánh mì trên dưới độc cố ý cho ta ăn tưởng đối ta bất lợi ngươi là cái người xấu bộ dáng. Tha biểu cô đều bị hắn này nhăn tiểu mày bộ dáng chọc cho vui vẻ, cố vân đông đỡ tráng. Ni Ni thấy thế nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Cố Vân Đông cười đối nàng nói: chính ngươi ăn đi, đệ đệ tới phía trước ăn không ít đồ vật, bụng còn phình phình, ăn không vô, nha. Ni, ni lúc này mới thu trở về, đặt ở bên miệng cắn một hơi, ngay sau đó đã bị bánh mì thơm ngọt cấp kinh hỉ cười. Sau đó, Cố Vân Đông nhạy bén cảm giác được trì trì thế, nhưng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn là muốn thành tinh a. À tiểu gia hỏa khả năng cảm giác được kia bánh mì vô hại, liền bắt đầu thở hổn hển thở hổn hển dãy dụ muốn xuống đất. Chương 2618 lần thứ hai khởi này ý niệm, cố vân đông ghét bỏ cực kỳ, đem trì trì đưa cho đồng thủy đào, người dẫn hắn ở bên ngoài đi dạo, vì thế đồng thủy đào một tay nắm một cái đi ra ngoài, ni ni thấy thế, buông ra đồng thủy đào tay, chạy đến trì trì mặt khác một bên, thật cẩn thận giữ chặt hắn tay nhỏ, trì trì xoay đầu, vết môi đối nàng nở nụ cười, sau đó lại mắt trong mông nhìn nàng trong tay bánh mì, đại khái đã xác nhận thứ này không có độc, bởi vậy Ni Ni lại đưa tới hắn bên miệng cho hắn ăn thời điểm, hắn không cự tuyệt, bất quá hắn xác thật bụng còn no, cho nên liền nhấp một cái miệng nhỏ liền từ bỏ, một lớn hai nhỏ chậm rì rì ra bên ngoài biên đi, Kha biểu cô nhìn bọn họ bóng dáng, ánh mắt càng thêm nhu hòa lên, cho đến bọn họ tới rồi sân, cố vân đông mới hỏi nói, biểu cô, ngươi như thế nào nghĩ đến nhận nuôi Nini? Ni? Kha biểu cô thu hồi tầm mắt, ngay sau đó thở dài một hơi nói, cũng không phải đột nhiên tưởng, ta cân nhắc hai ngày mới quyết định. Ni ni đâu, nguyên bản còn có cái huynh trưởng, huynh muội hai cái sống nương tựa lẫn nhau. Ta có một hồi gặp được cái trộm nhi trộm ta túi tiền, là nàng huynh trưởng giúp ta, đem kia túi tiền cầm trở về, chỉ là khoảng thời gian trước, nàng huynh trưởng bị bệnh, qua đời, này tiểu cô nương mới ba tuổi, không có huynh trưởng, nàng có thể làm sao bây giờ trong nhà những cái đó thân thích đều là xài lan hổ báo, nàng huynh trưởng qua đời mới một ngày, còn không có đưa tang, những cái đó thúc thúc cô cô liền vì nhà bọn họ phòng ở xảo lên, cuối cùng xảo tới xảo đi ai cũng không nhường ai, hai cái thúc thúc thế nhưng trực tiếp thu thập hảo hành lý ở đi vào, mặt khác cái kia cô cô đảo cũng tưởng, nhưng thời buổi này gã đi ra ngoài nữ nhân là không tư cách trở về tranh gia sản, cho nên nàng tưởng trụ cũng không cái kia bản lĩnh, kia phòng ở tổng cộng cũng liền như vậy điểm đại. Hai cái phòng mà thôi, có thể ở lại bao nhiêu người? Hai cái thúc thúc một người chiếm một gian, lại đêm này tiểu cô nương cấp đuổi ra tới, kha biểu cô quá khứ thời điểm, tiểu cô nương cư nhiên ngủ ở phòng bếp bệ bếp mặt sau củi lửa đôi, quần áo cũng đơn bạc lợi hại, hiện tại tuy nói thời tiết dần dần ấm áp đi lên, nhưng sớm muộn gì lại rất lạnh, khi gió thổi qua tới càng là lạnh căm căm, tiểu cô nương ngủ thời điểm, đem sở hữu củi lửa đều đôi ở chính mình trên người mới có thể cảm giác được một chút ấm áp ăn đồ vật cũng kém, phía trước nàng huynh trưởng còn ở thời điểm, tuy rằng quá cũng gian nan, ăn cũng không thế nào hảo, nhưng tốt xấu cũng sẽ có khẩu nóng hổi, đâu giống hiện tại, đói bụng chỉ có thể uống nước lạnh đỡ đói, thường thường còn phải bị hai cái thúc thúc ngôn ngữ vũ nhục, ngắn ngủ mấy ngày, người liền cùng cái da bọc xương dường như, tha biểu cô xem bất quá đi, trực tiếp đem người mang về tới, mini đứa nhỏ này hiểu chuyện thực, mới này đinh điểm đại, xem ta cho nàng một ngụm ăn liền vẫn luôn canh giữ ở ta bên người giúp ta làm việc quần áo của mình chính mình tẩy làm nàng không cần tới gần bên cạnh giếng nàng ngay cả trải qua thời điểm đều trốn đến rất xa ngươi cũng biết ta nói chuyện lãi nhãi buổi tối cùng nàng nói chuyện nàng vây muốn chết cũng không chịu ngủ ngày hôm sau ta nhìn đến nàng đùi nhiều vài khối ứ thanh ta mang theo nàng hai ngày liền mềm lòng rối tinh rối mù đại khái cũng là tuổi lớn liền nghĩ đem nàng ngoan ngoãn mang đại làm nàng quá đến hảo một chút ta bên người cũng có cái tiểu áo bông bồi ta, này cũng khá tốt, kỳ thật, này cũng không phải Kha Biểu cô lần đầu tiên động nhận nuôi hài tử ý niệm, lần đầu tiên nổi lên cái này ý niệm, là nhìn thấy Cố Vân Đông một nhà thời điểm, lúc ấy kỳ thật Cố Vân Đông cũng còn nhỏ, nàng cảm thấy cùng bọn họ mấy cái hài tử cùng nhau sinh hoạt thực ấm áp thực vui mừng, khá tốt, chương 2619 nàng ca đem phòng ở bán, bất quá, Cố Vân Đông chính mình liền có bản lĩnh, có thể đem đệ đệ muội muội chiếu cố thực hảo huống chi dương thị còn ở tuy rằng lúc ấy người là hồ đồ điểm nhưng tương lai vẫn là có thể trị tốt nhân gia cũng còn có phụ thân sớm muộn gì đều phải đoàn tụ bởi vậy kha biểu cô vẫn luôn đem này ý niệm đè ở trong lòng không có nói ra quá nhưng ở nàng sâu trong nội tâm kỳ thật đã đem cố gia mấy cái hài tử trở thành chính mình hài tử muốn nhận nuôi ni ni là nàng lần thứ hai động này ý niệm cố vân đông cảm thấy khá tốt đây là kha biểu cô tự do, nàng cũng không kém tiền, trong nhà thêm một cái người bồi nàng náo nhiệt náo nhiệt cũng không tồi, kha biểu cô còn tuổi trẻ đâu, hơn nữa kha biểu cô hiện tại mỗi ngày đi tân mính các giúp đỡ mang hài tử, tân mính các cũng cho nàng một phần tiền công, biểu cô muốn nhận nuôi liền nhận nuôi đi, Ni Ni nhìn cũng ngoan ngoãn, có ngài dạy dỗ, tương lai khẳng định kém không được, ngươi liền sẽ nói tốt nghe nói hống ta, Cố Vân Đông vẻ mặt nghiêm túc, nào có, ta nói chính là lời nói thật. Kha biểu cô liền nở nụ cười, Cố Vân Đông nhưng thật ra nghĩ đến một cái khác sự, "Biểu cô, ngươi đem Ni Ni mang về tới, kia nhà nàng cái kia phòng ở đâu?" Vẫn là bị nàng hai cái thúc thúc xâm chiếm, nói lên cái này, Kha biểu cô cười lạnh một tiếng, "Nào có như vậy tiện nghi chuyện này, Ni Ni ca ca a tứ là cái thông thấu, hắn cũng biết nhà mình những cái đó thân thích là cái gì đức hạnh, cho nên sinh bệnh sau biết được chính mình trị không hết, liền trước thế Ni Ni nghĩ kỹ rồi đường lui, đường lui." đúng vậy, hắn đem kia phòng ở cấp bán, cố vân đông sửng sốt, kia, này đại khái cũng là kia tiểu tử có thể nghĩ đến có thể làm đến tốt nhất an bài, hắn tìm chính mình tín nhiệm bằng hữu, thắt cái kia bằng hữu đem phòng ở cấp bán, sau đó bán phòng ở bạc tồn tại tiền trang, phiếu định mức giấu đi, chỉ có ni ni biết, phòng ở bán lúc sau, A tứ lại từ chủ nhà bên kia thuê xuống dưới hai tháng. Cho nên hắn những cái đó thúc thúc cô cô căn bản là không biết phòng ở đã sớm đã không thuộc về nhà hắn. A Tứ là đem ni ni phó thác cho cái kia bằng hữu, bán phòng ở bạc, đến lúc đó sẽ có một nửa cấp cái kia bằng hữu coi như thù lao, dư lại một nửa, tương lai cấp ni ni đương của hồi môn dùng. Hắn kia phòng ở tuy rằng nhỏ vạch trần điểm vị trí cũng trật điểm, nhưng dù sao cũng là phủ thành phòng ở, bán đi cũng có ba bốn trăm lượng bạc, đối với người thường tới nói, là một bút không nhỏ tài phú, nguyên bản an bài hảo hảo, A Tứ nếu là đi, hậu sự cũng giao cho cái kia bằng hữu tới làm. Ai biết khoảng thời gian trước cái kia bằng hữu ra xa nhà, A Tứ cố tình ở ngay lúc này không cố nhịn qua, không có thể chờ đến bằng hữu trở về người liền không có. Trước khi chết lập lại dặn dò công đạo Nini, không cần đem phòng ở bán đi sự tình nói ra đi, cũng đừng nói ra phiếu định mức giấu ở nơi nào, mọi việc chờ đến cái kia bằng hữu đã trở lại lại làm hắn làm chủ. Cho nên ở hai cái thúc thúc tu hú chiếm tổ chiếm kia phòng ở thời điểm, Nini cũng không khóc không nháo, từ bọn họ ở bên kia xé rách cho đến kha biểu cô đem người mang về tới mới thôi nini rốt cuộc là ba tuổi hài tử kha biểu cô lại là cái thông tuệ thực dễ dàng liền từ miệng nàng biết được phòng ở bị bán sự tình nguyên bản nàng còn nghĩ giúp nini đem kia phòng ở cấp phải về tới đã biết việc này lúc sau nàng liền không vội ta biết a tứ đối nini có tính toán sau liền nghĩ chờ hắn kia bằng hữu trở về lại đem người giao cho trong tay hắn liền hảo chỉ là hôm qua hắn kia bằng hữu đã trở lại ta đã thấy hắn sau liền thay đổi chủ ý, chương 2620 tính trẻ con chưa thoát, A Tứ bằng hữu không đáng tin cậy. Cố vân đông hỏi, Kha biểu cô lắc đầu, sơ mới nhìn như vậy liếc mắt một cái, đảo không cảm thấy không đáng tin cậy, là cái thành thật, đối Ni Ni cũng hảo, chỉ là, ta cảm thấy Ni Ni đi theo ta bên người, sao đi theo hắn bên người muốn hảo, A Tứ vị kia bằng hữu là hôm qua hồi tuyên hòa phủ. Vừa trở về liền nghe nói A Tứ qua đời tin tức, chạy nhanh chạy đến cái kia phòng ở đi tìm nini -ni. kết quả biết được hài tử ở kha biểu cô nơi này lại chạy đến kha biểu cô trong nhà tới đón người bất quá nini -ni này hai ngày cùng kha biểu cô ở trung hảo cứ việc nàng nhận thức a tứ bằng hữu lại cũng không chịu cùng hắn đi a tứ kia bằng hữu mắt thấy nini -ni ở bên này quá không tồi chỉ có thể trước đem tiếp người sự tình tạm hoãn hắn rốt cuộc vừa trở về rất nhiều chuyện cũng không kịp xử lý hắn nói hôm nay còn sẽ qua tới đến lúc đó ta lại cùng hắn hảo hảo nói chuyện nàng vừa dứt lời liền nghe được bên ngoài viện môn truyền đến khấu đánh thanh kha biểu cô đứng dậy sợ là lại đây đồng thủy đào liền ở cạnh cửa thuận tay liền giữ cửa cấp mở ra cửa người ngẩng đầu nhìn đến xa lạ người hơi hơi sửng sốt ngay sau đó tầm mắt dừng ở đồng thủy đào bên người hai đứa nhỏ trên người càng thêm kinh ngạc ngươi hắn mới ra thanh liền nghe được kha biểu cô thanh âm vang lên tiểu sơn vào đi ai người chạy nhanh đem viện môn đóng lại, hai ba bước vào nhà chính, Cố Vân Đông nhìn về phía người tới, thực mau liền minh bạch Kha biểu cô vì sao nói dưỡng ở chính mình bên người so dưỡng tại đây người bên người hảo, trước mặt cái này kêu tiểu sơn người, cũng bất quá chính là cái choai choai thiếu niên, nhìn đại khái 14 5 tuổi bộ dáng, cũng là a tứ chính mình tuổi cũng không lớn, hắn bằng hữu hơn phân nửa cũng sẽ không lớn đến chạy đi đâu, như vậy một bộ tính trẻ con chưa thoát, lại là nam tử tự nhiên so ra kém kha biểu cô cẩn thận thích hợp, Tiểu Sơn nhìn đến Cố Vân Đông thời điểm cũng ngây ngẩn cả người, "Quận, quận chúa," Cố Vân Đông cười nói, "Xem ra này Tuyên Hòa phủ nhận thức ta người còn không ít a." À. Tiểu Sơn gãi gãi tóc, liền phải quỳ xuống tới hành lễ, Cố Vân Đông chạy nhanh ngăn lại, chẳng qua Kha biểu cô làm hắn ở bên cạnh ngồi xuống thời điểm, hắn có vẻ phi thường khẩn trương co quắc, Kha biểu cô cũng bất hòa hắn vòng vo, nói thẳng tính toán của chính mình, "Tiểu Sơn, ta muốn nhận nuôi Ni Ni." Gì? tiểu sơn rộng mở ngẩng đầu lên ngài nhận nuôi nini đúng vậy kha biểu cô thấy tiểu sơn có chút kích động muốn nói cái gì chạy nhanh nâng nâng tay mở miệng ngươi trước hết nghe ta nói nói ý nghĩ của ta ta đâu xác thật thích nini a tứ đã từng giúp quá ta ta cũng sẽ không bạc đãi nini ta biết ngươi là a tứ tốt nhất cũng tín nhiệm nhất bằng hữu nhưng bình tĩnh mà xem xét ngươi tuổi còn nhỏ thật sự có thể chiếu cố hảo nini sao ta ta có thể, vậy ngươi người nhà đâu? Ngươi mang ni ni trở về, người nhà ngươi vui nhiều một trương miệng ăn cơm sao? Đương nhiên, A Tứ đem phòng ở bán đi để lại một nửa bạc cho ngươi coi như thù lao, nhiều chiếu cố một cái hài tử đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng tương lai người nhà ngươi sẽ đồng ý ngươi đem mặt khác một nửa bạc cấp ni ni đương của hồi môn sao? Ngươi hiện tại 15 tuổi, nhiều nhất lại quá 2-3 năm cũng muốn cưới vợ, nhà ngươi tình huống liền sẽ trở nên thực phức tạp, đến lúc đó Ni Ni làm sao bây giờ, Tiểu Sơn có chút sốt ruột thẳng thắn thân mình, ta sẽ không muốn kia bạc, khi đó chỉ là vì làm A Tứ yên tâm mới đáp ứng xuống dưới. Nhưng những cái đó bạc đều là Ni Ni, ta sẽ không muốn, A Tứ trước kia đã cứu ta, ta thế nàng chiếu cố muội muội là hẳn là.